Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ cùng được nghe câu chuyện của ông Hai Niêm. Câu chuyện này xảy ra trong xóm cũng như là trong chính gia đình của ông Hai Niêm luôn. Thì sự việc diễn ra cách đây độ khoảng là gần 40 năm. Khi đó ông Hai chỉ mới có là 28 tuổi thôi các bạn. Thì lúc đó ông Hai có vợ rồi, nhưng mà chưa có con. Thì hai vợ chồng của ông Hai á, lúc đó là chưa có ra riêng nha, vẫn sống trong nhà với ông bà cô. Thì ông bà cô lúc đó thì cũng giống như là có cưới nhau trễ đó, thành ra lúc đó cũng lớn tuổi rồi. Ông Hai 28 tuổi nhưng mà ông bà cô lúc đó đã gần 60 rồi đó. Thì cái sức khỏe của ông bà cô cũng yếu, cho nên là mọi việc trong gia đình gần như là ông Hai ổng cán đáng. Thì ông Hai chỉ có hai người em gái thôi, đồng thời lúc đó là có chồng hết rồi, đi về nhà chồng. Và một cái người em trai út, thì em trai út lúc đó nó do là còn nhỏ, chỉ mới có khoảng là 17 tuổi thôi. Cái việc ở trong nhà đó thì ông út không có phụ được nhiều, chỉ là những cái việc lặt vặt thôi, bởi vì ông út cũng sức khỏe nó không có được tốt. Trong nhà thì lúc đó tổng cộng là có 5 người, gồm có ông bà cô, ông bà hai và ông út. Thì cái việc làm thường ngày thì nhà cũng có đất ruộng, cũng làm ruộng. Rồi ở phía sau nhà đó, lúc đó có một cái ao. Từ cái mí đường mà đi vô trong cái ao là độ khoảng chừng 400 thước. Thì cái ao này các bạn có thể nói như thế này nè. Hồi trước do là lấy đất để đem ra đắp cái nền nhà, thành ra là nó thành cái ao thôi, chứ không phải là đào ao lên để mà nuôi cá. Có điều chỗ này nó gần cái đường nước, và cái đường nước này là cái đường nước, nói là đường nước thôi chứ nó lớn. Bề ngang nó khoảng chừng 2 thước mấy, cách đó độ khoảng chừng là 50 thước thôi. Và cái độ sâu của cái đường nước này lúc đó là khoảng tầm 1,5 m. Và cá đó nó đi vô vào khoảng cái đường sông, cũng là nhánh sông ở gần đó, thì đi vô rồi nó quẹo qua cái đường nước đó. Thì nhầm khi cá nó vô, nó vô trong cái ao của ông Hai. Cái ông Hai Niêm lúc đó thấy cá nó vô cũng khá là nhiều rồi, và hồi trước thì ông không có biết cái đường gì lại cả. Nó có một cái lối mòn nhỏ, giống như nó bị lở rồi, nó ăn ra cái chỗ mà cái con đường nước á, 50 thước á. Thì bữa đó ông mới kêu ông Út là hai anh em mình đi ra ngoài đó đắp lại, sau đó rồi đi kéo cá này nọ trong đồng á, rồi cá nào mà thấy được mình đem về mình thả dưới ao mình nuôi. Thì ông Út ổng mới được, em với anh đi. Thì các bạn nên biết rằng là cái chỗ cái ao này là gần như là ít có khi nào mà đi ra tới. Chứ nhiều lần lấy đất rồi mình để thí đó, thì sau này thấy cá nó nhiều rồi, rồi nhầm khi đất này nọ có nước đó, rồi càng ngày càng thành một cái chủng lớn vậy thôi, rồi thành cái ao. Cái ông Hai với ông Út mới đi bí cái đường nước đó đi. Lúc đó đi vô là khoảng chừng 6 giờ mấy sáng, gần 7 giờ sáng á, hai anh em mới vô mằng. Mằng đến cái độ giờ trưa, đâu cỡ chừng là 11 giờ á, thì ông Út nói như vậy. Ông nói anh Hai ơi, anh ở đây đi, để em về, em lấy cơm vô này nọ, rồi hai anh em mình ăn cơm trong đây luôn, khỏi mất công về nhà hai người chi cho nó phí thời gian. Cái ông Hai mới nói ừ, vậy thôi em về đi, rồi lấy cơm vô hai anh em mình ăn. Ông cũng mới đi về, còn ông Hai mở lại mình ơn vậy thì nói chung cũng buồn cả nhà. Mằng thì có hai anh em mà giờ đi về rồi thì thôi, bây giờ buồn làm gì cũng làm tiếp đó. Thì ông mới xuống ông đắp một hồi, cái bắt đầu đâu có chừng 10 phút vậy đó, cái cũng mệt đi, cũng tính nghỉ rồi. Lúc đó ông mới định là sắn 3-4 len nữa thôi là ông đi nghỉ đó. Ông mới sắn xuống cái len thứ nhất á, thì tự nhiên cái người ông mới nổi da gà lên trên, mà nổi dần dần lên vậy đó nha. Nó có cảm giác lạnh, mà lạnh từ dưới ót lạnh xuống. Lúc đó thì ông cứ nghĩ là ông bị bệnh không à, cái ông mới ngưng cái len,
ông không có đầu nữa, ông mới đi lại cái chỗ mà mát á, ông ngồi vậy đó ông chú. Thì ông ngồi đâu có chừng một phút như vậy á nha, ông dựa vô cái cây, và cái cây đó là cái cây gáo. À, cái cây gáo này nó không có lớn các bạn, cây gáo nó khoảng chừng bắp đùi mình nè, bắp đùi người lớn nè. Thì nó mọc ở gần đó thôi. Ông mới ngồi ông dựa lưng vô, cái tự dưng cái nó dâng lên một cái cảm giác gì nó nói chung là cực kỳ khó tả luôn. Sao mà cái người của mình á nó cứ dần lên mà nó ớn lạnh nổi óc. Và cái cảm giác của ông hai lúc đó đó, nó, ủa làm như có người đứng sau lưng mình ta. Ông mới quay qua ông dòm, mà xung quanh đó của mình ở nóng chứ có ai đâu. Dòm tới dòm lui không thấy, mà cái người giống như thể là nó cứ gần lên hoài. Thì lúc này ông mới sực, ông nhớ ra, nhớ những cái lời mà ông cồ ông dặn. Con đi đâu đó mà cái chỗ nào hoang vắng á, tự dưng nó dâng lên cái cảm giác mà nổi óc, thì con biết nha, chỗ đó có ma. Nhằm khi đang đứng gần mình không biết. Cái ông hai thì ông cũng gan, thành ra là ông nhớ thì nhớ, nhưng mà ông cũng không phải là hoảng loạn gì. Ông cũng ngồi đó, ngồi đó 2 phút nữa thì cứ cảm giác nó càng ngày càng lớn, mà y gan như là các bạn cứ liên tưởng như một người bị ám ảnh vậy đó. Cứ cảm nhận cái người nào đứng phía sau lưng mình đó, đứng giờ mình hoài vậy đó. Thì ông hai lúc này ông mới khắng, ông nói vong linh ở đâu á mà có đứng gần tôi thì thôi đừng có làm vậy nữa. Nữa tôi mằng ăn ở đây nè, tôi nuôi cá này nọ nè, phù hộ cho tôi đi. Rồi tôi có tiền lời, tôi mua đồ tôi cúng kiến cho. Chứ bây giờ nhát tôi cũng có được cái gì đâu. Thương đi, gia cảnh tôi nghèo, cố gắng làm ăn này nọ, thương giúp đỡ đi chứ đừng có nhát nhiếc gì hết. Cái ông mới khắng vậy đi. Thì lúc đó đó, ông Út ông ở trong đi ra. Ông vừa khắng xong khoảng chừng một phút là ông Út ở trong đi ra rồi. Ông Út đi ra gần tới á, cái ông Út thấy các bạn. Nhưng mà do chỗ đó lúc đó còn cây cối còn rất là nhiều, dòm là không có chính xác, mà thêm là ông dòm thấy sau lưng của ông hai là hình như có một cái người đứng đó dòm. Mà cái người này thì mặc đồ theo kiểu là giống như cái đồ đi đồng thôi, mà các bạn cứ liên tưởng như những cái áo mà hồi trước áo trắng á, mà khi đi đồng mà để cho đóng phèn luôn á, mặc đồ theo kiểu vậy đó. Thì ông gặp mặc cái áo vậy thôi, và cái đầu thì tóc ngắn. Thì ông cũng nghĩ là chắc là anh mình đang mằng rồi, cái người nào đó đi lại chơi, đi lại chơi rồi đứng nói chuyện này nọ thôi. Ông cũng không có nghĩ gì, với lại cũng hơi khó nhìn cho nên thôi ông không có dòm. Nhưng mà ông chắc chắn là có một người đứng ở đó. Cái ông mới đi thì cái tay ông cầm cái thúng mà kêu bằng cái thúng dê các bạn. Thúng dê nó nhỏ vậy thôi, còn thúng già nó bự. Cái thúng dê đó ông mới để cơm nước này nọ, đậu giỏng rồi nước nôi lum hết trơn á. Ông mới sợ đổ này nọ, ông cầm cho nó cẩn thận. Cái ông mới đi lại. Ông đi gần lại độ khoảng chừng 10 thước nữa đó. Thì lúc này ông hai ông thấy ông muốn đi vô rồi. Hai anh em đi vô cũng đỡ rồi. Cái ông mới suy nghĩ trong đầu theo kiểu như vậy nè. Ông nói trời ơi, thằng mình thì không sợ, mà thằng Út thì nó hơi sợ. Thôi giờ giấu nó cho nó nghe, nó sợ nó không dám mặt. Ông vừa nghĩ trong đầu vậy thôi đó nha. Cái tự nhiên cái Út đứng sững người lại. Mặt ông chố mắt ông ra. Ông dòm vậy nè. Làm cho ông hai cũng giật mình nữa. Sao tự nhiên nãy làm vậy trời? Mà nãy giờ mình mới vừa có cái hiện tượng tâm linh nữa. Rồi em mình vô nó làm vậy nữa cũng giật mình. Nó ố cái gì Út vậy Út? Cái ông cũng mới hỏi, ông nói anh hai ơi anh hai, sao nãy mới thấy rõ ràng ai đứng sau lưng anh mà sao giờ nó mất tiêu rồi. Thì lúc đó là ông hai cái đầu ông nhảy liền, ông nói rồi em mình nó thấy rồi, mình không thấy, hồi nãy mình có cái cảm giác là nó đứng sau lưng mình, nhưng mà mình dòm thì hoàn toàn không thấy gì hết trơn á, còn em mình thì sao mà nó đi ra nó nói vậy, thì chắc là nó thấy rồi. Thì ông mới làm bộ, ông mới nói vậy nè, ông nói hồi nãy ông kia ông ghé mày ơi, ông thấy mình làm cái này nè, ông đi theo con đường nước rồi ông lại ông đứng chơi rồi ông đi rồi. Ông cũng không chịu, mới ủa đi gì mà đi nhanh như vậy, rõ ràng mới thấy đứng đây mà. Lúc đó ông cũng càng nói chuyện thì ông hai ông càng nổi da gà, và cái cảm giác ông là như là cái người đó còn đứng đó đó chứ chưa có đi đâu. Con cái ông dòm thì không thấy, cái ông mới lợi ông lấy đi chỗ khác ăn cơm chứ đâu dám ngồi đó. Thì cũng lợi gần nó cách chừng 50-60 thước ăn. Ông Út thì ông cứ thắc mắc, ông cứ hỏi hoài. Còn ông hai thì ông cố ông giấu mà.
Nó là có gì đâu mày ơi, mày sao mà ta đứng đó người ta đi rồi, mày lo mày dòm cái thúng cơm mày không thấy đã, giờ bây giờ mày hỏi tao hoài biết đường đâu để trả lời mày. Cái ông đó đâu có quen đâu, ông đi theo cái đường nước ông kiếm đặt lờ đặt cá gì đó rồi ông ghé đây. Thì nói cho ông Út cũng yên tâm. Sau đó thì ông Út cũng màng, nhưng mà ông hai ông càng màng, ông càng thấy là cảm giác như là mình đang ở đây mình màng mà cứ có người dòm hoài vậy đó. Đâu một tiếng đồng hồ ông chịu không nổi đi, ông mới lợi ông kêu, ông nói Út ơi thôi vậy cũng tạm ổn rồi em ơi, thôi hai anh em mình về. Cái ông Út nói về anh hai ơi, chứ em thì cũng mệt mệt rồi. Cái hai anh em mới đi về. Đi về đâu có chừng là khoảng 100 thước thôi, mà cái đoạn đường này là cả là 500 thước 400 thước, mà đi mới có 100 thước, có nghĩa là 1/3 1/4 thôi, chưa có đi được về tới nhà đâu. Thì tự dưng cái lúc đó cái ông Út cũng mới khều, ông hai ông nói như vậy nè. Ông nói anh hai ơi anh hai, sao tự dưng em thấy kỳ quá. Ủa kỳ là sao em? Em thấy như là cái người em nó nặng quá, giống như là em đang cõng ai vậy đó, nó chì chì người em xuống hoài mà nó lạnh lạnh, nó mệt mệt sao anh ơi. Ông hai mới giật mình, tại vì từ lúc mà ông Út đi vô tới bây giờ là ông luôn luôn cảnh giác và suy nghĩ trong đầu nhiều thứ lắm, sao mà chỗ này lại có dông ta. Hồi mà đào đất đặng đắp cái nền nhà đâu có gì đâu, mà sao giờ nó vậy. Thì tóc ngang Út nói vậy rồi ông mới liên tưởng là cái hình ảnh là con ma đang đeo trên người ông Út. Mà thiệt các bạn, lúc đó ông chỉ là liên tưởng, ông suy nghĩ thôi chứ ông không có chắc chắn, nhưng mà thật sự lúc đó nó đeo ông Út, nó ôm cổ ông Út. Mà hai anh em thì đâu có ai thấy. Cái ông nói giống như là có người ôm cổ ông, ông đang cõng một người vậy thôi nha. Cái thấy vậy cái ông hai mới đi ăn sao, ông mới lấy cái tay ông gạt vậy nè, ông cặp cổ, ông gạt ngang xong cái ông cặp cổ, là giống như thể là ông cố tình ông làm cho cái dông nó giống như là mày có ôm em tao thì mày đi chỗ khác, giống như xô mày ra đó, tách mày ra khỏi em tao đó. Rồi ông cặp cổ ông đi vậy nè. Cái ông nói trời ơi chắc mày làm mệt, chứ ông đâu dám nói cho ông Út nghe. Cái lúc mà ông làm vậy thì đi đâu khoảng chừng là 20 thước, ông hai mới hỏi nữa, nói là mày còn cảm giác vậy nữa không? Không mà anh hai ơi, nó đỡ rồi. Thì ông hai em nói rồi chắc nó ra rồi. Cái mới đi về nhà. Về tới nhà xong rồi cái ông cổ cũng ra, ông hỏi xong chưa bay này nọ, thì cũng trả lời xong, đợi cho ông Út đi ông tắm giữa này nọ đó, ở phía sau nhà đó. Thường thường tắm dưới sông, mà bữa nay ông hai không cho tắm dưới sông. Mày nói mày tắm ở sau nhà đi, anh hai gánh nước cho, bữa nay mày làm mệt mày xuống sông mày tắm mày bệnh. Ông Út không chịu, nhưng mà ông hai ông đâu có cho. Một hai ông bắt tắm ở sau, tại ông sợ lỡ mai nó đi theo rồi. Tâm linh mà cái thời điểm đó rất là nhiều các bạn. Cái ông Út cũng mới ra sau ông tắm đi, ông hai ở đây ông mới nói với ông cổ. Ông nói tê, con cởi tiếng nghe anh vậy. Cởi hết từ đầu tới cuối luôn. Cái ông cổ nhăn mặt nè. Ông cổ thì hồi đó cái kiểu như là ông không phải là thầy bùa thầy phép, cũng không phải là cái người mà biết về tâm linh gì cả. Nhưng mà cái thời ông còn trẻ, ông có quen một cái ông thầy. Ông thầy ông cũng chỉ cho những cái mà giống như là tránh né những cái vong hồn này nọ thôi. Cái ông cổ mới nói, mà bây giờ mày còn cảm giác không? Đang nói chuyện vậy thì tự nhiên ông cổ ông hỏi vậy, cái ông hai ông giật mình. Cái ông mới suy nghĩ trong đầu nãy giờ là cứ lo là đi về mình nói cho tía mình nghe, coi là tình hình nó làm sao, rồi em mình nó bị như vậy có làm sao không. Nhưng mà tự dưng đang nói đang suy nghĩ, cứ tưởng rằng là tía mình sẽ nói là rồi bây giờ kêu Út vô hay là hỏi han cái lúc đó ra làm sao nó không. Mà ông nói là bây giờ mày còn cảm giác không, thì tự động nghe cái lúc đó cái ông hai ông giật mình ông nói sao tía hỏi vậy. Mà ông vừa hỏi ông cồ thì trong lòng ông vừa dâng lên một cái cảm giác như hồi nãy, như thể là đứng đâu đó. Thì các bạn, lúc đó đứng đâu xung quanh nó theo về tới nhà luôn, nó hợp cái vía với ông Út đó. Thì ông cồ á, ông mới xa sầm mặt mày trên nghe, ông không cần câu trả lời, ông giờ ông hai là ông đón ra rồi. Cái em nói mày ra làm sao mày kêu Út đi vô nhà đi. Mà ông nói cái mặt ông nghiêm trọng lắm nha. Và ông hai cũng nhận thức được là cái sự việc này nó không có đơn giản. Tía mình mà có thái độ như vậy là không có bình thường rồi.
cây ông mới đi lẹ ra làm sao. Tới chừng mà ông dắt ông Út đi ra ngoài trước rồi đó, ông Út thì cũng ngơ ngác rồi, sao anh đang tắm mà làm gì hối anh dữ vậy vậy thôi ha. Cái ông dắt ra ngoài đây thì ông thấy ông cổ ở trong đi ra, ông cổ ở trong nhà ông đi ra đó. Ông mới nói với ông hai á, ông nói hai đưa nó vô nhà thay đồ đi bay. Thì lúc đó lúc mà đi lướt ngang á nha, thì thấy ông cổ cũng cầm mấy cái nhang, nhưng mà làm như ông giấu ông Út hay sao á. Cái ông hai cũng biết, ông hai mới dắt ông Út đi vô trong, dắt đi vô trong cho tắm, cho tới lộn, cho thay đồ này nọ đó ha. Ông mới đứng ở ngoài, còn ông cổ ở ngoài đây á, ông dòm trước dòm sau, ông đem nhang đi ông cắm, ông không có thấy, nhưng mà ông dòm cảm giác của ông hai ông nghi. Và kinh nghiệm cũng như là những gì hiểu biết của ổng á, thì ổng biết là nó hợp rồi thì nó sẽ theo con mình đó. Cái đợi cho tắm rửa xong rồi đi ra ngoài đây thì ổng cổ ổng cắm nhang rồi. Có cái là ông Út ổng không có phát hiện, ông Út có thiện đâu biết chuyện gì đâu, ổng cứ vô tư đi ra này nọ thôi. Còn cái nhang mà ổng cổ nãy ổng giấu mà ổng cắm cái trong cái ở ngoài, cũng nói chung là cũng xung quanh nhà, nhưng mà ở những cái vị trí mà các bạn không dòm kỹ là các bạn không thấy. Tại vì đâu do là ban ngày cái khói nó mờ lắm chứ không phải như ban đêm. Ông Út không biết, nhưng mà ông hai ông đi ra thì ông để ý, ông mới thấy là tía mình cắm nhang tùm lum hết trơn. Rồi rồi có chuyện rồi, cũng ngồi đó. Cái ông cổ mới nói thằng hai mày đi kêu chú Sáu mày qua đây. Chú Sáu là em ruột của ông cổ. Ông cổ thì thứ ba, ông cổ Sáu thì ông thứ Sáu em ruột ở gần đó. Cái ông hai mới đi kêu. Là bữa đó là lúc đó là ông đi kêu, ông nhớ là khoảng chừng là 2 giờ mấy trưa đi qua bển để mà kêu ông cậu Sáu qua. Mà ông cậu Sáu đó ông bận cái gì sau hè đó, phải đi ra đợi ông chút. Cái ông cậu ngồi đây ông hỏi ông Út, ông nói Út ơi con làm mệt không con? Dạ cũng mệt tiếc, nhưng mà về đây nghỉ tắm rửa là khỏe rồi. Ừ thôi vô nhà đi rồi tía nói này bạn nghe. Cái ông không chịu nói ở ngoài, ông đi vô nhà ông mới, chứ mà ông mới nói. Ông vô nhà cái ông hỏi, tại vì ông biết ở ngoài á các bạn nó nghe, và ông nghĩ rằng cái giông đang đứng ở đâu đó gần. Ông cậu thì ông không cảm nhận được thôi, không cảm nhận như là ông hai với lại ông Út, nhưng mà ông linh cảm và ông biết được cái điều đó. Cái đi vô trong nhà rồi á, ông mới nói con lại con đốt nhang, con cúng tổ tiên đi con. Lợi đốt nhang, đốt nhang xong rồi cái tự nhiên đốt nhang xong cái ông cổ chưa kịp hỏi nữa là ông Út ông đi lại, ông nói tía tía con nói tía nghe này, sao trong người con kỳ quá tía ơi. Người con sao mà kỳ, con nói với tía nghe coi, sao mà con cứ có cái cảm giác như là ai mà đang gọi con á, ai mà đang kêu con á, mà sao đâu có ai kêu đâu có ai gọi con đâu, phải không tía? Tía ngồi thì có nghe gì không? Ông cổ cũng biết rồi. Ông nói trời ơi, mấy nay bay ít ở nhà buổi trưa, bay đi mặn với anh bay và mặn cái này cái kia. Trời ơi nhà mình cỡ này con ơi, nhà lá mà. Rồi sườn bông đổ cũng bằng tre. Rồi mấy con chim mà nó vô trong mấy cái ống tre này nọ rồi rồi nó làm ra cái tiếng vậy. Ủa vậy hả tía? Mà sao tự nhiên con cảm giác như là con muốn bệnh đó tí ơi. Nó cứ ngấn người sao chứ nè, tí coi con nổi da gà nè. Ông chỉ vô cái tay ổng là nổi da gà trơn nè. Ông cậu giờ biết rồi, khỏi cần Út nói. Ngay từ cái lúc mà cúng xong là, tại vì ông Út ở nhà lúc đó là ông hay ở trần lắm. Ông cậu giờ ổng thấy ra nè. Cái em mới nói Út, tía nói này bay nghe nghe. Thì bay á, ngày mai đi về bên ngoại làm công chuyện giùm tía nghe. Dạ. Mà con sợ không biết con có bệnh không tía ơi. Không sao. Về bên ngoại bay đi. Mấy cậu bay á hốt thuốc mà có mấy cái bài thuốc trị cảm này nọ hay lắm. Nghe con. Đó cái ông Út ông đâu có biết đâu. Ông mới dạ là ông cổ muốn đưa ông Út về bên ngoại. Tại cái kinh nghiệm của ổng á, là nếu mà theo đến cái mức độ như vậy á, là nó bắt.
thế nào nó cũng bắt ông Út rồi. Mà nếu như ông Út, cái tính của ông Út mà gan dạ đó, thì ông cậu ông đã nói cho biết cái tình hình rồi. Nhưng mà do ông Út thì ông nhát, rồi thêm một cái là ông sợ mấy người tâm linh, mà thời buổi nó ma cỏ nhiều lắm, là ông Út lúc nào cũng đeo sợi dây bùa hết trơn nha, nhưng mà làm như không có tác dụng với cái dòng đó hay sao đó. Và ông còn nhận thấy là nếu như mà cho ông Út biết á, thì ông Út sẽ hoảng sợ. Mà khi một người mà đã hoảng sợ rồi, dắt dễ bị những cái dòng nó dắt đó. Thì cái ông Út ông mới nghe vậy, ông còn mới nói như là thôi con ngủ đi, tranh thủ ngủ đi, chiều nay đi bệnh liền. Ông gấp vậy luôn, chiều là phải đi bệnh. Cái ông Út ông mới nghe lời lắm, ông nghe lời ông còn lắm, ông mới đi vô ông ngủ. Ông vô ông ngủ rồi cái ở ngoài đây ông còn ông đợi, ông ra ông phá cửa sau này nọ cẩn thận lắm nha. Cái đợi cho ông cầu sáo qua. Ông cầu sáo qua thì ông cũng đã nghe ông hai cởi một mới rồi. Cởi nhưng mà không có nhận định này nọ như ông cầu thôi. À, cởi cái sự việc xảy ra như vậy, ông cầu sáo mới đi qua. Ông đi qua thì ông mới lợi gần á. Ông cầu, ông nói anh ba, bộ hồi nãy giờ thằng hai cởi cho tôi nghe là có thiệt hả? Đó, cái ông cầu ông gật đầu thôi chứ không có nói nhiều. Ông nói vô nhà đi chú. Hai anh em vô nhà rồi ông cầu là không cho ông hai nghe. Ông cầu mới kêu ông hai á, con đi vô sau á, em con nó ngủ á, con ngồi con canh nó nghe, nghe lời tía đi đi. Thấy là vẻ mặt của ông cầu và vẻ mặt của ông cầu sáu á, hai ông đều nhăn mặt mà kiểu mà nghiêm trọng á. Thì ông hai ở đây ông cũng thắc mắc, ông nói thì mặc dù là dù cho là ông Út á có bị cái chuyện tâm linh gì đó thì cũng đâu có đến nỗi mà hai ông cụ lại xa sầm nét mặt mà tỏ vẻ nghiêm trọng đến mức độ như vậy. Con cái là không có dám cãi, thành ra mới đi xuống. Thì cái lúc ngay cái lúc mà ông hai ông đi xuống đó các bạn, đi xuống chưa tới dưới á, chưa tới dưới chỗ mà ông Út cũng ngủ á, thì ông loáng thoáng ông nghe, ông nghe là lúc đó do ông cầu sao ông nhìn không nổi á, ông mới hỏi, ông nói ủa anh ba, vậy là thằng Út năm nay nó 17 tuổi hả anh ba? Mà ông hỏi vậy đó nha. Cái ông hai ông nghe ông không hiểu gì, nhưng mà lúc đó ông đi xuống dưới rồi, nào giờ không dám cãi ông còn. Cũng định quay mặt lại coi tự nhiên hai ông này nói cái câu gì mà nghe không có rõ ràng gì hết trơn á, nghe không hiểu được cái lý do làm sao hết trơn á. Nhưng mà đi xuống rồi đó, thì cái thời điểm đó ông hai ông không biết nha các bạn. Nhưng mà để cho các bạn dễ nắm bắt câu chuyện, cả nhà dễ hiểu về câu chuyện, cho nên là Bảo sẽ nói luôn là ông cồ ở ngoài đây nè với ông cồ sáu á, là hai ông nói chuyện với nhau. Thật ra cái sự việc là nó như thế này. Cái hồi mà ông Út khoảng 5 tuổi nha các bạn, là ông Út đã bị một cái sự việc tâm linh rồi. Nhưng mà cái thời đó đó là ông hai ông đi màng. Ông đi màng ở xa, ông không có ở nhà. Và ông cồ cũng giấu luôn, không có kể cho nghe. Mà cái việc tâm linh của ông Út vào cái thời điểm đó đó, thì nó không phải là một cái sự việc bị vong từ bên ngoài, hay là vong từ một cái chỗ nào đó nó theo nó ám, mà là cái vong này ở trong nhà. Cái hôm đó vào khoảng cái giờ chiều, khi mà ông cồ bà cồ á, có ngồi ông sáu với ông cồ sáu với bà cồ sáu ngồi đó luôn, là mấy ông bà đang gói bánh tét, gói bánh tét để chuẩn bị cho cái ngày đám giỗ các bạn. Là qua ngày hôm sau là tới đó, là lúc đó khoảng 8 giờ sáng à, đang ngồi gói bốn người gói vậy. Thì ông Út cũng chơi, ông 5 tuổi ông chơi xung quanh vậy đó, thì ông chơi mấy con trâu đất này nọ các bạn. Ông cồ ông nắng cho đó, cái tự dưng cái ông Út đứng dậy, ông đứng dậy mà hai con mắt ông đứng trăng à, theo kiểu là đứng trợn lên vậy nè, đứng mà đi cái thế là hiên ngang, không phải là một cái đứa tuổi ở cái độ tuổi 5 tuổi đâu, đi như là một cái ông lớn tuổi mà mình lụm khum vậy đó, đi ngay lại cái chỗ của ông cồ với ông cồ sáu, bà cồ với bà cồ sáu đó, bốn người đang ngồi vậy đó, đang quay quanh một cái nếp đồ lận, đang gói đồ, gói chuối rồi đó. Thì ông Út á, ông mới chồm người lên, ông kêu như vậy nè, thằng ba, thằng sáu,
ông kêu thằng ba thằng sáu, cái ông cậu ba với ông cậu sáu cũng giật mình, nó hỏi ủa cái gì vậy, sao mà tự nhiên sao bữa nay mình dám kêu bằng mày. Thì lúc đó là do là đang gói cái bánh và quay, vừa nói vừa quay lên, tới khi mà vừa nói xong quay mặt lên giờ mặt Út là biết nhập rồi, là kêu bằng cái người mà nhập vô á là ba ruột á, ba ruột của ông cậu, tức là ông cố á. Ông cố nhập vô, ông nói đơn giản vậy thôi, các bạn làm như cái chuyện mà cõi âm á, hay là những cái việc mà biết trước cho gia đình này nọ, thì những cái việc đó là không được phép nói. Mà giống như là ông cố thương con cháu quá đi, ông bây giờ nhưng mà ông đâu được nói nhiều. Ông nói như vậy nè, ông nói bay á, tới năm thằng Út mà 17 tuổi á, bày nhớ nha, giữ cháu tàu cho kỹ nha, không thôi là người ta bắt nó đó. Thì ông nói vậy cái tự dưng hai ông là ông cầu ba và ông cầu sáu kiểu như là hoang mang á, nhưng mà trong đầu lại nhận định rằng chính xác đây là tía mình. Thì quay sang hỏi một câu, hai người hỏi lượt luôn, tía phải không tía? Tao nè, nhớ cái lời tao nói nha. Thì do là nói tới ông Út mà, con của ông cầu ba mà, thì hồi nào giờ các bạn, ông cầu ba rất là tin tưởng ông cố, mà đồ mà con của mình ông cố nói chuyện chính xác lắm. Hồi trước ông cố là ông có biết về tâm linh, ông có theo thầy học, nhưng mà ông không hành nghề thôi, ông chỉ theo thầy học này nọ, biết về ông giữ cho gia đình làng xóm thôi. Mà ông linh lắm, ông về ông nói là quay qua lại có đó, nhưng mà trước giờ thì chỉ nói những cái chuyện là giống như là ngày mai mày đừng đi ra đó, báo mộng này nọ đó các bạn, mai mày đừng đi ra đó, chỉ nói đơn giản vậy thôi, mà lỡ đi là gặp cái tai nạn này tai nạn nọ, nhưng mà cũng nhỏ thôi. Chỉ có lần này ông nhập vô mà ông chỉ mặt không nói vậy đó, cái ông cậu ba ông mới nói vậy, ông nói ồ tía con nó sao vậy tía, tao nói không có được, nói nhiều cho bay nghe thôi, tự mà xét, tự mà hiểu, tao nói quá người ta lôi tao đi là tao hết nói luôn, nhưng mà lần này á tao cũng đi rồi, bay từ đây sắp tới á là không có ở đây mà chăm sóc bay được nữa đâu, nhớ kỹ nghe mày. Thì nói xong cái ông xuất ra luôn, và từ cái hôm đó đó kể về sau là coi như là không thấy ông. Nhưng mà khoảng chừng cái lúc mà ông Út được khoảng chừng 12 tuổi á, thì lúc đó ông cầu ba và kể cả ông cầu sáu đều nằm mơ, cùng hai ông ngủ ở hai nơi khác nhau, nhưng mà đều thấy ông cố về trong cái giấc mơ và nói đúng một nội dung. Nhớ nghe mày, cháu tàu sắp 17 tuổi rồi đó, mày nhớ cho kỹ đó, mà nè không được nói cho người ngoài nghe nha, bày nói cho người ngoài nghe đó là tao mang tội đó, nhớ nghe đó. Rồi ông cầu ba lúc đó là tự nhiên cái ý thức ông báo cho ông biết là ông đang nằm mơ, và ông cố đang báo bằng ông cầu ba. Ông nói là tự nhiên ngủ trong cái giấc mơ mà mình biết được mình nằm mơ, và mình biết được là tía của mình báo mộng cho mình. Kể cả ông cậu sáu cũng vậy. Thì hai ông cũng hỏi luôn, nói là ủa tía ơi, hồi đó tía nhập gì tía nói vậy, rồi sao, rồi bây giờ nó vô cuộc là nó bị cái quà gì tía? Bay hỏi hoài à, kìa ta đứng vậy đó, rồi tao nói gì ta bịt miệng tao sao tao nói được, giờ hội làng á tao cũng làm phước, tao cũng làm được một số chuyện có đức, cho nên mới nói được cho mày nghe nhiều đó thôi, nhớ cho kỹ nghe. Thôi tao đi à, người ta chờ đó. Thì lúc đó mới chỉ ra ngoài, thì ông cầu ba và kể cả là ông cầu sáu á, thì hai ông đều dòm ra mà không thấy cái bóng hình của những cái người đó, những cái người mà ông cố ông chỉ. Con cái lúc mà ông cố đi ra gần ra tới ngoài sân rồi đó, thì ông quay sang giống như ông đang dịnh một ai đó là mất tiêu, nhưng mà dòm thì không thấy người, mấy kiểu giống như là người âm đó, người mấy cái người đó người ta không có cho thấy.
Cái sáng ra là hai ông chạy qua nhà nói chuyện với nhau rồi, và cùng một giấc mơ và cùng một nội dung, câu nói làm sao y chang luôn, không có mãi mai mà nó khác biệt. Đó thì từ khi mà ông Út ông lên 17 tuổi rồi á nha, một là cái sức khỏe ông nó cứ yếu hoài, giống như là càng gần 17 tuổi thì càng cái sức khỏe càng yếu vậy đó. Nhưng mà cái người thường, các bạn dòm vào bên ngoài, các bạn dòm vô á thì thấy ông Út bình thường lắm, giống như là ông chỉ là một cái người mà giống như là suy dinh dưỡng thôi chứ không có gì. Nhưng mà thật ra ông còn ông cứ lo lắng hoài, ông giữ rất là kỹ nha. Ông Út không có đi mặn được như nhiều chuyện này chuyện kia như Bảo nói từ ban đầu. Một phần là ông còn ông giữ đó, và năm nay là đúng cái năm mà 16 tuổi chưa được 17 tuổi, bởi vậy là đâu có nghĩ tới đâu, tính tuổi ra là chưa được 17 tuổi đó. Thì bởi vậy trở lại câu chuyện nè, ông cầu 60 hỏi ủa anh bộ thằng Út năm nay nó 17 tuổi hả đó. Cái ông cầu ba mới động gật đầu, ông nói là 17 tuổi, nhưng mà ông mới vô ông tính toán lại, ông nói không, tôi tính toán cũng kỹ lắm rồi, anh thấy là nó chưa có được 17 tuổi. Ủa vậy nhưng mà nó cũng gần rồi phải không anh ba? Ừ, mấy tháng nữa tới rồi đó. Thì hai người mới suy đoán theo kiểu như vậy, là có nghĩa là bây giờ là ông Út cũng đang mệt, đang yếu, và có thể đó nói là cái quả nó tới cái tháng 7, cái năm 17 tuổi, nhưng mà bây giờ là gần cuối năm 16 tuổi rồi, thì bây giờ nó theo nó hành tới đó nó bắt sao. Cái hai ông sợ, nó bây giờ giải quyết làm sao. Mà hồi đó thì ông không có nói cách giải quyết, không có nói ra cái cách giải quyết. Có điều á, dính về tâm linh thì buộc phải đi nhờ những cái người biết về tâm linh thôi đó. Thì mục đích của ông cầu ba kêu ông cầu sáu qua là nhờ ông cầu sáu đi mời thầy, còn bản thân ông cầu ba sẽ cùng với bà cầu ba, rồi ngay cả vợ chồng chú ông hai luôn, là phải lật đật dắt ông Út đi về bên đó, đi về bên nhà ngoại á, tránh cho nó xa một chút, là cái biện pháp mà ông cầu ba chọn để làm. Cái ông cầu ba ông nói chuyện với ông cầu sáu xong rồi đó, thì hai người quyết định vậy rồi, ông cầu sáu về liền đi liền. Mà cái chỗ ông thầy đó thì nó khá là xa, đi là phải mắc là lúc thời điểm đó là phương tiện nó cũng khó khăn đó, đi ít nhất mất 1.5 ngày mới tới, rồi đi về nữa là phải 3 ngày đó. Ông cầu sáu thì ông về ông sắp xếp làm liền vậy đó, còn ông cầu ba thì ông mới kêu là ông hai á đi kêu bà cầu ba về, kêu về rồi sửa soạn ngay chiều hôm đó luôn, đợi cho ông Út ngủ đến gần giờ chiều á, kêu ông ra, kêu ghe đi qua bên bà cầu ba. Qua bên đó thì lúc đó thì ba vợ á của ông cầu thì mất rồi, nhưng mà mẹ vợ thì còn, bà lúc đó bà lớn tuổi lắm rồi, bà lúc đó là đâu cả chừng 80 mấy rồi, bà lẩm khẩm vậy đó, mà bà bị lẳng nha các bạn phải biết cái điều đó nha. Đó thì chiều hôm đó đó là chuẩn bị ghe đổ dưới sông xong cơ hết trơn rồi mới kêu Út đi ra, ông cầu ba với lại ông hai mới dắt ra. Thì nói chung cái lúc đó là kể rồi, ông cầu ba ông kể cho ông hai, bà hai rồi bà cầu ba đồ nghe hết trơn rồi, kể rõ hết trơn rồi, gia đình mới biết rồi. Cái lúc mà đi ra đó thì ở trong nhà thì nói rõ với ông Út là đi qua bên nhà má bay phụ tao công chuyện này nọ, đâu cho ông Út biết. Thì ông Út nói dạ đi, nào giờ là không dám cãi ông cầu một tiếng nào hết, và cũng đồng ý để mà đi qua bên nhà của bà ngoại, bà ngoại mình. Nhưng mà tự dưng lúc đó đang hớn hở, đang phấn khích, đang muốn đi như vậy và đang nghe lời như vậy, thì khi mà bước ra khỏi cái cửa nhà đi khoảng chừng 10 bước chân là ông ba, xin lỗi các bạn, ông Út và ông giật lại, ông giật tay và ông nói tía con đi, con vô nhà, ông đi ngay vô trong nhà nha. Ông hai ông lại nắm tay cái ông giật ra, đi ngay vô trong nhà. Lúc đó là không có bị nhập,
Nhưng ông hai á, ông mới quay sang ông dòm ông cổ, ông cổ nó để cho nó vô đi. Rồi đi vô. Thì lúc đó đó ông cổ mới quay sang ông kêu bà cổ với lại bà hai á, hai má con đi xuống ghe trước đi. Rồi thằng hai, mày chạy qua bên nhà anh Bển, mày nhờ mấy anh qua giùm tao, mấy anh mày qua giùm tao, là mấy cái anh em trong xóm đó các bạn. Ông kêu như vậy đó, ông kêu đi qua vậy đó nghe, chứ ông không có nói là đi qua để làm cái gì. Mà mấy cái ông đó là mấy cái ông hồi trước lớp nào là chăn trâu nè, nói chung là đi đêm đi hôm rồi, ông nào ông nấy ma bình thường không dám nhát đâu. Ông kêu vũ càng đông càng tốt, đi qua giống như là để tao dặn số chuyện đó. Thì ông chạy bởi ông kêu được 5 ông. Lúc đó đi về thấy ông cậu vẫn ngồi ở ngoài trước kìa, nào ông hỏi vô, ông hỏi là Út sao con không đi. Thì ông Út nói tự nhiên tía, tự nhiên sao con không muốn đi tía, tự nhiên cái con muốn ở đây à, nhưng mà sao nó kỳ quá, tự nhiên con bước ra rồi tự nhiên con không muốn đi, nó khó chịu trong người con lắm. Cái ông cậu mới hỏi như vậy, ông nói ủa vậy chứ bây giờ con muốn đi chưa, muốn tía, muốn tía, giờ con muốn đi rồi tía ơi. Anh hai đâu rồi, sao tía kêu đi đâu rồi, kêu anh hai về mình đi tía ơi, để má với chị hai chờ. Các bạn thấy lạ không, bước vô trong nhà rồi đó thì lại muốn đi y chang như hồi nãy muốn đi, còn lúc mà bước ra khỏi nhà thì hai cái thái độ nó giống như là một trời một vực vậy, nó khác nhau hoàn toàn. Còn biết tại vì hồi trước á là ông cố ông làm chuyện phước đức nhiều lắm, bởi vậy trong nhà mà các bạn có làm nhiều điều có phước đức, ma quỷ nó không có vô được đó. Cái ông cậu không biết, ông cũng ngồi ông ru vậy, ông không nói gì hết trơn nghe. Ông nói thôi đợi chút xíu đi anh hai bây về. Cái ông hai ông dắt đầu 4-5 ông qua, thì qua hỏi ủa cái gì vậy chú ba, tiếp gì để con tụi con tiếp. Ủa tía, tía còn mặn gì vậy sao kêu mấy ảnh qua tiếp. Trời ơi thì mấy cái chuyện lặt vặt ở đây Út ơi. Ông muốn hỏi ông cậu ông trả lời. Ông mới ra ông nói, ông giấu nghe, ông không có nói rõ, ông chỉ nói là bữa nữa tao đi á, thằng này với này nè, hai thằng bay phụ giùm chú cái đó, còn thằng này với thằng này hai thằng bay phụ cái đó, bữa đó như vậy. Ông căn dặn làm cho 4-5 ông này á là chỉ tưởng y như thật thôi chứ không nghĩ gì khác hết trơn, chỉ nghĩ đơn giản là ông cồn nhờ vả thôi. Thì mấy cái người này chắc nhận liền, tại nào giờ ông cồn tốt tính lắm, cái gì không biết qua ông chia sẻ kinh nghiệm chỉ hết trơn à. Rồi trong nhà có việc gì cần ông cũng qua, bởi vậy người ta rất là quý ông cồ. Thì mấy người đó nghĩ đơn giản vậy thôi và cũng không có suy nghĩ gì nhiều hết trơn. Cái ông cồ ông nói thôi tao cũng đi nghe bay. Mà ông cồ biết ý mấy ông này, ông cồ mà đi là mấy ông này không biết thì thôi, giống như hồi chiều ông không cho người ta biết thì không biết thì thôi, còn như mà đã biết ông mà đi đâu rồi đó ha, là thế nào cũng đi theo xuống ghe tiễn ông đi vậy đó. Chú ba đi khỏe, chú ba chừng nào về này nọ, tình quê tình làng nghỉ sớm mà các bạn. Ông cổ biết chắc cái điều đó, ông mới nói mấy bầy lớn tuổi hơn thằng Út, anh tuổi anh nói rồi mà mấy bầy tiễn tao, sao bầy không tiễn con tao. Ông nói tỉnh bơ vậy đó. Cái mấy người này cười khà, trời ông cổ, ông ba chú ba này nó chơi dữ ha, sao không tiễn chú. Trời đất ơi, thằng hai với thằng Út vừa cũng em Út không mà làm gì không tiễn. Rồi đi nè, tao tiễn nè, tao xách đồ cho. Rồi mới súng nhau lại, người cầm này, người cầm cái kia. Cái ông cổ làm bộ nói vậy nè, ông nói bây giờ mấy bay làm sao mà mấy bay thấy hồi trước mấy bay coi mấy cái tuồng hát bội không. Đó, người ta đi mà đưa tiễn là 4-5 người quay quanh á, mấy bay 4-5 thằng nè quay quanh vòng tròn, con tao chơi đi xuống dưới cho chơi coi, tao nhớ là đằng năm mốt tao đi tao về sớm, tao nhớ mấy bay tao về sớm coi. Trời ơi, mấy người này mới biết là thường ngày á ông cồ lâu lâu ông cũng giỡn, mà ông giỡn vui lắm, ông nói chuyện có duyên lắm. Thì thấy ông nói vậy rồi cái mấy người này cũng vui, kiểu mà thời điểm đó thì đâu có phải phương tiện này nọ truyền thông các kiểu này nọ như mình để mình giải trí các bạn. Cái niềm vui của những người nông dân, những người sống đồng ruộng này nọ đó, thì nó đơn giản là những cái niềm vui như thế. Cho nên là mấy người này không hiểu, không biết được cái chuyện của ông cồ ông dự định, cũng giỡn theo luôn, hùa theo giỡn. Rồi ok rồi, được rồi tụi con quay nè, mày Út mày đi ra thằng hai vô giữa luôn mày đó. Mấy ông mới đứng xung quanh đi ra, đi xuống dưới ghe đi được. Cái kinh nghiệm của ông cồ dữ dằn lắm các bạn, đi được
là bởi vì ông biết mấy ông này á, là cái dương khí nó rất là thành. Ông nào ông nấy kêu mà lầm lũi ban đêm, thời buổi mà đó ma cỏ nhiều mà, ông nào ông nấy đêm hôm rồi lợi mồ mã đi qua nghĩa trang nghĩa địa gì, ta nói là đi tỉnh bơ, thì ông biết mấy ông này dương khí thịnh lắm, mà cả đống ông mà bu anh kiểu đó thì nó khiến đâu có nổi. Ông biết cái ông đi ra, ông đi ra là đó tự nhiên ông hay nha, ông còn mắc luôn cảm giác là ớn ớn lạnh, có người dòm này nọ mắc tiêu luôn. Và ngay cả ông Út cũng không còn cảm giác gì nữa hết trơn á, cười vui vẻ hớn hở lên, nó tinh thần mình nó lên, cái dương khí mình nó thạnh các bạn. Còn buồn rầu này nọ thì dễ bị vong họ khiến, thường thường nó như vậy đó. Cái đi xuống dưới ghe rồi á thì ông cò ông muốn an tâm hơn nha, ông mới quay sang nói với ông chủ ghe, ông nói chú đi vậy buồn không, mấy này đi theo chơi cho vui không, xuống dưới á nha, tôi có một mớ khô với một mớ cò này nọ bên vợ tôi đó, trời lúc nào cũng có, gửi anh em đem về nhậu chơi, giờ này cũng đi bển xong về chắc cũng cỡ 11-12 giờ khuya đó nha, nấu cháo cò đồ làm lay rai chơi. Thì mấy cái ông này đang vui mà, giờ thêm cái ông chủ ghe, ông đi mà quận này xong rồi ông về thì ông sẽ buồn, tại ông đi mình mà, có mấy ông này đi theo đã quá trời đã rồi đó. Cái ông trời ơi vậy sướng quá, còn gì anh ba, mà không biết mấy người này chịu đi không thôi. Cái ông quay lên hỏi đi không bay đó, thì mấy người này nó trời ơi, đi luôn vui mà đi luôn, bây giờ cũng cơm nước rồi. Thì trong số đó có người chưa ăn cơm, nhưng mà ông chủ ghe ông khoái quá đi, ông nói mày xuống đi, tao dưới tao trên chợ tao bới tụi cơm tao đem xuống cho mày, ông đem tụi cơm đem xuống là năm ông đó đi theo luôn. Là ông còn ông theo kiểu là ông làm cho năm cái ông này đi theo để bảo đảm cái sự an toàn cho ông Út. Và ông còn đoán đúng các bạn, ông đoán là cái dông thế nào nó cũng kè theo à. Thì cái việc này là cái việc của gia đình, mà hồi trước ông cố ông về ông báo mộng báo mơ rồi đó, ông đã nói rõ ràng là không được nói cho người ngoài nghe, nói cho người ngoài nghe là ông mắc tội. Và cái câu chuyện này ông hai niêm mới muốn kể cho Bảo nghe, cái mà ông cũng lâu rồi, ông thấy là chuyện gì việc nó xảy ra quá lâu rồi à, cho nên là ông mới kể đó. Và ông không có cho nói địa chỉ này nọ của chỗ của ông, thì họ mới đi xuống, đi về cái bên vợ của ông cò á, thì đi qua bên đó rồi á đi lên. Mà các bạn nên nhớ là bà cố tức là má vợ của ông cò á, bà lẳng rồi, bà lẳng lâu rồi chứ không phải là mới lẳng đây, có nghĩa là bà dòm mặt của bà cò hay là ông cò bà không có nhớ, thậm chí là con cái ruột trong nhà bà cũng không có nhớ luôn, bà nói chuyện gì lung ta lung tung không à. Và gần như là mọi chuyện xảy ra xung quanh bà không có thèm quan tâm tới, bà chỉ là ngồi ở trong nhà là đói thì bà kêu đói vậy thôi, rồi con cái đều đem lại chăm sóc này nọ cơm nước ăn. Thì cái lúc mà đi lên á thì mấy ông này ông chia tay mà ông đi về rồi, ông cò cũng gửi như cái lời hứa của ông, cá này rồi khô này rồi giống như là mấy con cò nọ mà lần dân câu đó, gửi cho mấy ông này đi về đó. Còn gia đình của ông cò thì đi lên, thì cái lúc mà đi lên vậy nè, đi lên nó tự nhiên cái bà cố đó các bạn, bà đang ở trong nhà, giống như trong nhà đâu có biết là gia đình ông cò cũng về đâu, nó phải như bây giờ mà có điện thoại báo trước này nọ các bạn. Cái lúc đó là em của ông cò này nọ đang ở trong nhà, thấy vậy cái mừng. Nói chung hồi trước mà chị hay là nọ có chồng này nọ lâu lâu mà được về mừng lắm, chạy ra đón, trời ơi kìa anh chị ba về kìa đó, thì xúm nhau chạy ra. Ở trong nhà còn lại có một người là chú đó thì cũng mừng, nhưng mà anh ba vô nhà anh ba ơi này nọ đó, quá mắt vậy nè, nói chung sơm tụ tối chứ sơm tụ lắm. Thì bà cố tự động á, bà dòm ra, bà ngồi bà dòm vậy nè, bà dòm lâm đó. Thì bà cố cứ dòm ra hoài, còn ông cò thì lúc đó ông đang nắm tay của ông Út bên đây, còn ông hai nắm tay bên kia, còn
bà hai và bà cô đi ăn trước đó, thì bà cố bắt cái dòm dòm ra làm sao hoài. Mà lúc này mọi người biết bà lẳng đó, cho nên là ngay cả ông còn cũng không có để ý nhiều nữa, mới đi vô. Đi vô bên trong xong hết rồi á, cũng lợi má, má khỏe ông má này nọ đó, bà không có thèm dòm, bà không có nhớ, bà không có dòm. Bà chỉ nói này đồng, này đồng, bà nói vậy thôi, mà cái giọng của bà là nhựa nhựa rồi, này đồng, này đồng đó, bà nói vậy. Cái bà cô mới lợi gần bà cố á, ngồi ôm 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 so so so, so bóp chân bóp tay này nọ, thì bà mới đưa cái tay bà chỉ ra ngoài á, bà nói ủa sao còn một thằng nữa không cho nó vô. Bà mới chỉ ra ngoài mà trước cửa nhà có cây mít, bà chỉ ngay cây mít, bà nói ủa sao có thằng mà không cho nó vô luôn, thằng nào đứng ngoài đó vậy mà cả gia đình dòm ra là không có một ai chăng. Nhưng mà bà cố thì bao nhiêu ba lớn tuổi rồi, nhầm khi bà lẳng sao các bạn, đâu có mà vậy được, nhầm khi đâu có thể tin vô đó được. Nhưng mà ông cồn cũng tin, ông biết, nhầm khi con mắt của người già thì là không còn sáng tỏ nữa các bạn, nhưng mà kiểu giống như là sắc gần đất xa trời đó, mình nói vậy cho dễ hiểu đó, thì cái hình với cái ánh mắt của họ có thể dòm được. Và không phải là ai cũng dòm được, nhưng mà riêng về bà cố thì ông cậu biết là bà cố có thể dòm được. Nhưng mà giờ bà lẳng rồi, bà không có nói rõ ra được. Ông cậu mới làm bộ, ông nói vậy nè, ông cười cười, ông nói hơi má cỡ này quên con cái hết trơn rồi, má đố má là cái người đứng ngoài đó ra làm sao á. Cái bà cố bà mới nheo mắt là bà dòm, bây giờ mới nói mày là thằng nào, bà hỏi ông cậu mày là thằng nào. Cái nhà cũng đâu biết gì đâu, cũng phá lên cười. Từ thì lúc đó cái bà cố bà cô á, bà mới quay ra ngoài đó. Bà cố, xin lỗi các bạn, lộn bà cô, bà cố rồi. Bà cố bà mới quay ra ngoài đó. Bà dòm, bà chỉ tay như nè, bà nói cái thằng đó đó, tóc nó ngắn à, mà cái áo màu phèn. Ủa sao không thấy cái chân nó ta? Trời đất ơi, bà nói là không thấy cái chân nó. Mà hồi trước các bạn nhớ là ông Út dòm thấy phía sau lưng ông hai chỗ cái gốc cây này nọ đó, thì thấy là cái người đó mặc cái áo mà ngã phèn, áo trắng mà ngã phèn, tóc ngắn, mà không có thấy, giống như là dòm không có rõ, là nghĩ là không thấy cái bằng cặp chân ở đâu hết trơn á. Thì bà cô bà mới nói ủa sao không có hai cái chân nó ta, mà không có chân sao nó đứng. Bà nói vậy đó. Thì lúc đó ông còn không biết rồi, ông hai còn xanh mặt mà. Rồi ông Út thì lúc đó là không có ngồi khe, không có nghe rõ, là ông biết đi theo á. Và cái dông này là cái dông không có hai cái chân, mà không có chân sao đứng, có kiểu là ma nó mới vậy. Cái ông còn không biết rồi, nhưng mà ông giấu, ông không có nói. Mấy ngày đó ông ở, ông giữ ông hai, ông cồ nè với ông hai nè, giữ ông Út cực kỳ luôn, không cho bước ra đâu hết trơn á. Nói chung là ở trong nhà cặn gì cũng có, nhưng ông Út bức nhất, nhưng mà ông không có dám cãi ông cồ. Tới đầu cái ngày trưa, cái ngày thứ tư á, là ông cồ sáu ông mới dắt ông thầy đó về được. Bà cố lúc đó cũng lớn tuổi, là tám mấy tuổi các bạn, nhưng mà còn trẻ hơn là cái ông thầy này nữa. Tóc ông bạc trắng hết trơn, ông già ông bạc trắng hết trơn á. Ông không phải thằng tiên gì đâu, mà kiểu giống như là ông lớn tuổi quá thì ông già tóc ông bạc trắng, mà có cái sức khỏe ông tốt, ông đi đứng bình thường, tám mấy tuổi đi đứng bình thường, khỏi gai dịnh này khi ngày nhiều vậy chăng. Ông đi vô ông gặp, ông biết, ông mới nói thằng này á, nếu mà giờ tôi chỉ cái dông này á thì hết, nhưng mà cũng bị dông khác. Ông nói vậy các bạn, giống như thầy bà là coi sao người ta biết. Rồi suốt là cái năm tuổi của nó, năm 17 tuổi của nó đó, như là gia đình kể đó, thì không lẽ lúc nào cũng kè kè vậy hoài được. Vậy nè, khỏi cần
trừ cái dông này tôi làm cho nó sợ được rồi. Còn gia đình á, hồi trước ông nhà cũng có đức, nên bây giờ dắt vô trong chùa đi. Vô trọng á, cái người có đức, con cháu mấy người có đức á, người ta giữ giùm, lòng thành cho chúng ta ở một thời gian, ở năm năm mấy gì đi, rồi ra. Chứ chị nó thì mai mốt cái dòng khác nó cũng tới. Đó thì ông cồ với bà cồ mới đồng ý cho cái việc đó. Ông thầy này á, ông mới ra, ông vượt, ông đánh làm sao không biết. Tối đêm đó ông làm là dòng nó mất tiêu, không có dám. Nói chung là cái dòng đó nó không phải là nó quá mạnh gì, nhưng mà cái kiểu giống như là nó cũng là một cái dòng dữ. Mà cái người á, giống như cái người mà tới đó mà gặp cái hạng về âm á, thì nó thấy được, nó bắt. Mình thì mình dòm vô thấy bình thường, nhưng mà hàng xóm cũng đâu biết ông Út bị gì đâu, cũng thấy ông bình thường, không có bị gì hết trơn, chỉ là khỏe mạnh, có một cái là không được khỏe mạnh thôi. Cái đưa ông Út ông vô chùa, mà giống như ông Út ông kiểu giống như là ông có cái duyên đó các bạn, cái duyên với cái việc Phật pháp này nọ đó. Thì khi mà ông vô trong đó, ông vô trong đó cái ông tự nhiên ông không chịu đi, ông nói thôi bây giờ con ở đây con tu. Cha mẹ có anh hai lo rồi, con ở đây con tu. Thì từ đó ông cũng tu đó các bạn. Thì ông tu xong mà sau này á nghe là cái thời gian sau đó, cỡ mười mấy hai năm sau á các bạn, ở gia đình ông hai á còn xảy ra việc tâm linh, thì chính ông Út là cái người về ông giải. Bởi nhiều khi cái những gì nó có căn duyên hết. Giống như ông cố hồi trước khi mà ông nhập về, hay hoặc là ông báo mộng về, ông đâu có nói được mấy cái đó. Giống như là có thể là ông biết đó, nhưng mà ông không thể nào nói ra được, người ta mới cho. Mà ông cũng giống như là cái người có đức rồi, đức trọng rồi đó, thì người ta biết được là con cháu người ta sau này sẽ có cái vấn đề gì đó, và cái phúc đức đó có thể báo theo kiểu như là của ông cố, ông về ông báo vậy đó. Nhưng mà ông đâu có nói rõ đâu, ông có nói là mày bị vậy vậy. Thì lúc đó thật sự có bị cái việc tâm linh đó. Nhưng mà khi ông Út ông vào trong chùa rồi á, là căn duyên tự động nó tới, cái ông muốn ở trong đó ông tu. Rồi thời gian sau này, cỡ chừng là 8 năm sau, thì có một cái căn nhà. Căn nhà này ở gần xóm, cách nhà của ông hai độ khoảng chừng 200 thước. Nhưng mà không phải nằm ngoài cái lộ chính, mà thay vì cái đường lộ chính á, bắt đầu từ cái mí đường thì đi sâu vô phía sau hè độ khoảng 400 thước. Thì trong đó có một cái căn nhà của bà Năm. Thì chồng bà Năm là mất rồi. Bà Năm chỉ có duy nhất một người con tên là Rổ. Thì chú Rổ này á, qua câu chuyện này rồi chúng ta sẽ nhìn nhận tại sao ông bà xưa lại có cái câu là làm người đạo hiếu di tiên. Thì ngoài gia đình của ông bà Năm, của bà Năm và chú Rổ ra đó, thì cách đó cỡ chừng là 20-30 thước thôi, thì cũng có hai căn nhà. Bên tay trái, bên tay trái này có hai căn nhà của gia đình ông Mười. Rồi bên tay phải á, cách nhà của bà Năm và chú Rổ độ chừng 60 thước thì có tổng cộng là 4 căn nhà của 4 cái gia đình ở đó. Tổng cộng ở đây là có 7 căn nhà, và gia đình của bà Năm và chú Rổ là nằm ở giữa. Lúc đó bà Năm thì lớn tuổi rồi, bà Năm lúc đó là cũng 51 tuổi rồi, còn chú Rổ năm đó đã 30, nhưng mà chưa có gia đình. Chưa có gia đình là sống trong thời điểm đó thôi. Còn trước đó đó thì chú Rổ cũng có vợ, nhưng mà chỉ về ở khoảng chừng 2 tháng mấy thôi là vợ của chú đã bỏ đi rồi. Cái việc bỏ đi á, thì chung quy ở trong xóm có một câu nói như vậy: thằng Rổ á, nó có phước mà nó không biết hưởng. Bởi vì cái người vợ đó của chú Rổ á, về cái nhan sắc thì cũng bình thường thôi, mà gia đình của chú Rổ lại nghèo nữa. Mà chú Rổ thì nói chung là có cái tiếng ở trong xóm là bất thiện, mà cưới được một cái người vợ nhan sắc bình thường nhưng lại đảm đang,
và cực kỳ siêng năng, lại hiếu thảo nữa. Thì đó là một cái điều người ta nói là chú rổ có phước cho nên mới được như vậy. Thì có người á, người ta lại nghe cái chuyện của vợ chú rổ, khi mà vợ chú rổ qua tâm sự á, nói chồng con vậy 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 đó, thì không biết có ai khuyên được chồng con hay không, chứ tội nghiệp má con quá. Người ta mới khuyên thím như thế này, một cái lời khuyên mà tưởng chừng như không có liên quan đến câu chuyện. Con ơi, con thím thương con lắm. Thì bây giờ á, hàng xóm với nhau chẳng ai muốn chia rẽ một cái gia đình cả, nhưng tao nói mày một câu, con thấy á, mà không được á, thì không nên chịu đựng, con nên tìm một cái hạnh phúc khác. Tại sao người ta lại nói như vậy? Tất cả đều có nguyên do của nó, là bởi vì hồi trước á, thì ông Năm á, có thể nói là cha mẹ sinh con mà trời sinh tính. Ông bà mình thường hay nói rằng là những người mà bất hiếu với cha mẹ thì con cái nó sẽ bất hiếu lại. Thì câu nói này Bảo nghĩ không sai. Nhưng mà cũng có những trường hợp cha mẹ rất là hiền lành nhưng lại sinh ra một người con có cái phần hung dữ. Thì ông bà Năm hồi trước có một duy nhất một đứa con à, là chú Rổ. Mặc dù là nghèo nhưng mà gia đình vẫn tất bật mằn mụn các kiểu để lo lắng cho chú Rổ và rất là thương yêu. Đây không thể nói là ông bà Năm không có cái sự dạy dỗ chu đáo cho chú Rổ, mà ngược lại, ông bà Năm dạy dỗ rất là đàng hoàng. Và hồi trước á, gia đình của ông Năm lại có truyền thống nho nữa, nho giáo á, cho nên là dạy con luôn luôn dạy những cái đúng. Nhưng mà chú Rổ thì tính tình ham chơi, rồi tụ tập bạn bè này nọ, và một số bạn bè không tốt, cho nên là sau đó chú Rổ tính tình thì hung hãn, rồi hay phá phách hàng xóm. Thậm chí là mỗi khi mà ông bà Năm chịu không được, đem về đánh này nọ đó, thì thời gian đầu còn đỡ, thời gian sau là gần như là chú Rổ bật lại. Trong xóm chòm này nọ người ta cũng khuyên dữ lắm nhưng mà chú Rổ không có nghe. Thì sau khi mà ông Năm ông mắc á, cái ngày mà ông mắc á, bà con hàng xóm người ta còn tức có thể nói một câu là trào máu họng, theo lời của người gửi chuyện là ông Hai Niêm. Thì đó là những lý do mà ông Hai không nói được cái địa danh ở chỗ mình ở. Chú Rổ này á, bình thường là dạy không nghe, và ông Hà Năm á, là cái người mà sống rất là nghĩ ở những cái từ nhân nghĩa lợi chí tính đó. Thì dạy con mình không nghe, ông buồn rầu giết vào sanh bệnh, và sau đó là cái bệnh của ông á, là như nghèo các bạn, không có đủ điều kiện để mà trị liệu. Thì sau đó ông Năm ông mắc, ông qua đời. Đến khi mà mắc á, ông không dòm được mặt chú Rổ, bởi vì chú Rổ mấy cái ngày mà ông bệnh á, chú Rổ không có ở nhà, bỏ đi chơi. Cha bệnh thì đỡ cho bệnh, bỏ đi chơi vậy đó các bạn, đi chơi và gần như là không có về. Và khi mà có về tới nhà rồi đó, thì bà Năm nói: con ơi con, tí bay bệnh bay lại bay hỏi thăm bay ở nhà bay chăm sóc chứ sao bay đi là đi như vậy. Thì không hỏi còn hơn, khi đã hỏi ra rồi thì chú Rổ bật lại những cái câu nghe nó rất là khó nghe, và làm cho ông Năm khi đó nằm bệnh cố gắng chờ con mình dời, giống như là một cái lời chăn chối để nói với con mình, và cuối cùng là ông không nói luôn, chảy nước mắt nằm đó không nói luôn. Thì sau khi mà ông mắc á, là chú Rổ không có ở nhà, bà con hàng xóm thấy vậy người ta nói thôi dỗi sao nó cũng là con của anh Năm, kêu nó về để cho đội tang tí nó. Thì chú Rổ mới đi về thì cũng có về, nhưng mà về là hơi rượu nồng nặc rồi. Đến khi mà vô trong nhà rồi đó, thì lại không cúng kiến cha mình, nghe cha mình chết thấy nằm đó rồi, cái nào ôm chết rồi hả, hỏi một câu vậy thôi. Cái có người ta bức xúc, người ta mới la, người ta nói mày á, tía má mày có làm gì sai với mày không mà sao tía mày mắc như vậy đó, mày bỏ mày đi mày về tới nhà rồi mày hỏi một câu chẩm quơ vậy. Thì chú Rổ liêm liêm người ta và không có trả lời. Sau khi mà bị người ta chất vấn nhiều quá đó, thì chú mới nạt nộ và thậm chí là chửi thề. Rồi chú nói chịu nhà đó tôi,
ông không làm gì sai tôi chứ, mà tôi thích vậy được không? Thì một câu nói này nó quá ngang và kể như là quá tội. Vì không muốn để cho bà Năm buồn rầu thêm, bà con hàng xóm mới bấm bụng và không nói tới nữa, để cho cái việc tang lễ nó diễn ra một cách suôn sẻ. Suốt một cái ngày hôm đó, thầy bà người ta coi là đợi tới cái ngày hôm sau mới có thể động theo kiểu làm hạ nguyệt đó. Thì chú rổ á, chú nó phiền phức, rồi kêu chú đội tang thì chú nói dữ lắm chú mới đội vô chút xíu chú gỡ ra. Và ngày hôm đó thì gần như là chú nhậu, chứ không có tiếp khách khứa này nọ, là mằng bụng phụ hay là hỏi mấy người lớn tuổi này nọ là chú không cắt sao này nọ không hỏi. Bà Năm rất là buồn, nhưng mà được cái là hàng xóm người ta thấy vậy người ta thương. Bà Năm với ông Năm thì rất là hiền, cái mới xúm nhau phụ giúp tất tần tật những cái gì mà cần thiết. Đó thì ngay cái bữa mà trước ngày mở cửa mã một ngày, giống như tối đêm nay là bà Hai bà thức bà nấu chè đó, để mà sáng ngày hôm sau làm cái bữa cúng mở cửa mã cho chồng mình. Cái đêm đó thì ông chú rổ này ông về là khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ khuya, mà 2 giờ sáng á bà Năm bà thức dậy để bà nấu chè, đâu phụ phiết gì đâu, nằm ngủ phay phay như vậy. Thì giống như là quá quen rồi, mà bây giờ con cái của mình giờ biết làm sao. Bà cũng đi ra phía sau nấu nướng này nọ theo những cái món cúng. Thì bà đang nấu như vậy đó, thì bỗng dưng nghe cái tiếng la của ông chú rổ, la trong nhà, la rất là lớn luôn, gì đó, không có rõ được cái từ ngữ, nhưng mà la kiểu mà la giống như la chối chết, nhảy đành đạch đành đạch. Bà Năm bà giật mình, bà mới bỏ đồ bà chạy vô. Bà chạy vô tới trong nhà thì bà thấy một cái hiện tượng nó vô cùng kỳ quái luôn. Chú rổ á, ổng đang đứng với một cái tư thế rất là kỳ, nghĩa là ổng đứng mà ổng đưa hai cái tay ổng chụp tới phía trước như vậy, mà ổng chụp thấy đâu, ổng chụp đâu có gì đâu, mà ổng chụp hai cái tay ổng nắm lại như nè, ổng chụp như nè, còn cái đầu của ổng á thì hơi nghiêng về ngoài trước vậy, giống như thể là có một người đó nắm đầu ổng và lôi đi vậy đó. Mà cái mụn thì nó sức tử bao giờ rồi, và chú rổ đã đứng ra khỏi cái mùng rồi, và giống như bị một cái sức mạnh vô hình nào đó, mà lúc đó người ta nói là chắc chắn là ông Năm về ông nắm đầu ông lôi đi đó. Thì cái lúc đó bà Năm bà mới gặp bà hết hồn hết vía, nhưng mà do là quảng quá thành ra là bà Năm bà đứng mà chắc chắn đứng chắc chắn, không hiểu lý do tại sao con mình nó lại có những cái động thái, cái hình thái của nó kỳ quá. Đó, thì lúc đó làm như có người nha, cho nên là chú rổ này ông mới quay sang ông gặp bà Năm đi, ông mới la làng lên, ông nói bà không cứu tôi, nắm đầu tôi lôi tôi đi nè, lôi tôi đi nè. Đó thì lúc đó bà Năm bà mới giật mình, bà định bước lại, thì ngay cái lúc mà bà định bước lại đó là chú rổ dư bị người ta kéo từ ở trên cái bộ dáng ngựa đó, bộ dáng cũ lắm đó, thì mới bị kéo sập té xuống dưới. Bà mới định chạy lại bà đỡ, mà bà chưa kịp đỡ là bà chú rổ đứng bật dậy, và đồng thời chú rổ la lên một tiếng như thế này: làm gì khổ, buông ra, làm gì khổ. Thì bảo kể cho mọi người nắm luôn cho nó dễ hiểu cái phần chuyện là cái lúc đó tại sao ông chú rổ lại nói ra câu nói đó, là bởi vì ông nghe cái tiếng của ông Năm. Ông Năm nói vậy để tao lôi mày đi, để mày làm khổ mẹ mày. Đó. Thì ông mới trả lời là làm gì khổ. Ông nạt nộ như vậy đó các bạn. Thì ngay cái lúc đó thấy bị ông bị kéo, nó thẳng như là ông bị ông Năm kéo. Ông kéo ra bên ngoài á, ông kéo ra bên ngoài. Thì ở bên ngoài á nó có một cái dây xích đu được mắc trên một cây mít. Thì cái dây xích đu này các bạn, nó cao, cái xích đu ở trên này nó cao khỏi nói rồi, còn ở dưới là cái chỗ ngồi á, là ông Năm á, ông thương con nít, ông làm lên để cho mấy cái đứa hàng xóm nè, mấy đứa bé này nọ lợi nó chơi. Tại vì ở đây là nhà ở phía sau hè mà, có 7 cái nhà thôi, con cháu cứ lợi chơi, rồi ông làm xích đu sẵn vậy cho chơi. Ngày mà ông mắc rồi thì bà Năm cũng không có cúng,
Tại vì cái đó là công sức ông làm ra, cũng như giờ mới có thể nhớ chồng mình, nhằm khi mấy đứa con nít nó không ngồi chồng mình ngồi. Thì lúc đó đó, tự dưng cái em chú rổ ông bị giống như là ông bị kéo ra ngoài và kéo ngay lại cái chỗ cây đu đó ra. Ông đứng lên và ông cố gắng ông ngoài cái sợi dây thừng á vô cái cổ ông. Một cái việc mà nếu như không dòm thấy các bạn khó lòng mà tin được lắm. Bị vậy luôn á. Giống như là vừa phân nửa bị nhập, phân nửa bị xuất ra vậy đó. Cái lúc bị nhập thì ngoài cái cần cổ lại, còn cái lúc mà xuất ra rồi á thì ông chống cự. Các bạn hiểu không? Và liên tưởng được cái điều đó ha. Thì bà Năm lúc này á, linh cảm của một người mẹ, linh cảm của một người vợ, chắc có lẽ bà đã biết được là ông Năm đã về và đã làm cái điều đó. Bà mới nhào lại, nói gì thì nói vẫn là đứa con của bà, và đây là một cái người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời của bà. Rất là giận con, nhưng mà lúc đó tình thương người mẹ nó lúc nào nó cũng bao la, cha mẹ mà. Thì bà mới nhào lại, bà ôm con, bà la làng lên, bà nói là ông ơi tha cho con, nó mà chết là tôi chết đó. Thì bà vừa la cái điều đó lên, bà trong cái nước mắt và gần như là không kiềm chế được cái cảm xúc của mình, cho nên là bà Năm bà la rất là lớn, thành ra là mấy cái nhà xung quanh người ta nghe, và đặc biệt là gia đình của ông Mười. Ông Mười này thì ông rất là khỏe mạnh và ông có 3-4 người con trai lận, mà lúc đó là ở cái tuổi là mới có một người là sắp cưới vợ thôi, còn hai người kia là chưa đó. Thì ông mới nghe cái tiếng la của bà Năm, và thông thường ở trong nhà là luôn luôn có một cái sự dè chừng, hình thành một cái thói quen là mỗi khi mà gia đình bên đây chưa ngủ á, gia đình mình mà chưa ngủ á, là hay ngồi theo kiểu lắng tai nghe ở bên đây coi bà Năm có cái gì hay không, nhằm khi trái đó chở trời, nhằm khi chú rổ ông về rồi ông quậy vọ này nọ sẽ chạy qua tiếp. Mà ông chú rổ này ông cực kỳ sợ chú Hai, thôi bao kêu bác Hai thì chúng ta khỏi lầm lẫn. Bác Hai là con của ông Mười á, ông sợ bác Hai lắm, ông hung sùng ở ngoài vậy đó, nhưng mà ông gặp bác Hai là ông sợ, là bởi vì ông bác Hai ông tức mình ông làm thiệt không à, mà chú rổ làm đâu có lợi, không màng ăn tối ngày đi chơi nổi, sức khỏe yếu xịu sợ à. Rồi ông bác Hai á thì ông mạnh mà ông giỏi võ nữa, ông có đi học võ đó, ông giỏi lắm. Ông thấy bác Hiếu này nọ hay ông lợi ông làm dữ lắm, bởi vì sợ ông như, giống như là đang quậy võ vậy, mà nghe ông bác Hai lợi một cái là im ru. À, cái lúc đó ông Mười ông mới nghe cái tiếng la của bà Năm, ông quảng hồn quảng vía đi, ông nghe gì mà nó chết á, giống như là ông nghe không có rõ được cái câu nói, tại vì đang ngủ mà, ông chỉ nghe được là cái từ chết này nọ, là giống như bà Năm mà nói là nó mà chết là tôi chết theo. Mới nhào ra, lúc đó ai cũng sợ bà Năm mà kiểu mà tự tử hết trơn á, cái súng nhau chạy ra la làng lên. Bác Hai ông sốc mùng chạy ra thì ông chạy gần tới, ông tưởng đâu là ông chú rổ đánh bà Hai, nên đánh bà Năm. Là bởi vì lúc đó là đang trong cái tư thế là bà Năm mà lợi mà nắm mà gịch xuống đó. Nhưng mà lúc đó thật ra mà nói là ông Năm vì vợ mình bà Năm lên tiếng vậy đó, rồi ông buông ra rồi, ông Năm cái hồn của ông buông ra rồi, ông không có làm gì nữa hết trơn á. Cái nhưng mà bà sợ, bà cứ năn nỉ, bà ôm cứ ngắt hoài. Còn ông chú rổ á thì ông cũng đang sợ nữa, nhưng mà do là cái hơi men ông vẫn còn trong người quá nhiều, thành ra là ông lúc đó ông cũng sợ thì phần nào thôi, còn phần còn lại là ông chữ thời này nọ rồi ông quăng người qua lại đó. Thì bác Hai đâu có nghe nói gì đâu, chỉ nghe cái từ chết mà chạy qua trước nữa, thì gặp cái cảnh đó tưởng đâu là chú rổ á ông đánh bà Năm, nhào lại là kêu bằng là xô ông ra đánh ông mấy tay. Mà ông gặp bác Hai rồi ông sợ ông không có dám chống cự lại, mà ông chỉ là làm gì đánh tao vậy thôi. Cái hàng xóm người ta mới chạy qua, rồi bà Năm bà cũng nói con ơi con, không phải con ơi, đừng có đánh nó đó. Thì hồi sau mọi người mới chạy tội can ngăn ra, rồi ổn định lại, rồi bà Năm lại giấu và không kể ra cái sự việc đó, và bà chỉ nói rằng là thằng rổ á nó về nhà rồi nó bị mớ nó ra nó treo cổ, cho nên là tôi mới can nó chứ không có gì hết trơn á. Cái mọi người tuy là nghe như vậy nhưng mà đâu có an tâm. Bà Mười mới nói với lại bà Năm á, thím Năm qua nhà tôi
ngủ với tôi đi, tại nhiều khi sợ để cho em mình ông này ông bị đánh rồi ông quạo quọ này nọ lên ông có đánh bà Năm hay không, cũng sợ cái điều đó. Nếu như mà một cái người con hiếu thảo đàng hoàng thì đâu có ai sợ cái điều đó các bạn. Cái đêm đó thì bà Năm cũng đi theo nhà bà Mười, nhưng mà trước khi đi bà đốt nhang mà cúng thì bà không quan tâm, bà đi qua vậy thôi. Khoảng chừng 10 phút sau hay hoặc 20 phút sau bà canh, bà canh cho bà Mười ngủ này nọ, cái bà đi ra, bà đi về, bà coi con mình đó, đi về thì lúc đó là về nhà là không thấy ông chú rổ đâu hết trơn rồi, bởi vì khi mà mọi người đông tới rồi ông cũng hùm hổ làm này làm nọ, nhưng mà khi mà mọi người về rồi đó thì còn lại một mình ơn ổng, ổng ngồi ở trong nhà thì ổng sợ, ông sợ ông Năm, ông nhớ ra hồi nãy là ông bị ông Năm lôi kéo rồi nọ, ông sợ. Cái nửa đêm hôm bỏ ông đi, ông đi qua bên nhà bạn bè và ông thì không biết. Cái bà Năm bà khóc thì bà Mười bà hay đó, bà mới qua rồi xúm nhau lại an ủi bà Năm. Cái sáng ra đó bà Năm bà mới nhờ là đi kiếm, mà đi kiếm ông chú rổ này nếu mà kiếm ổng là phải kêu bắt hai, chứ không kêu bắt hai là không được. Kêu mấy người khác qua ông chửi ông vượt à, còn kêu bác hai thì ông sợ. Cái bác hai mới nói để con đi kêu nó về cho. Và cái việc mà đi kêu ông chú rổ về là gần như là đó giờ bác hai làm nhiều lần rồi. Thì ông mới đi tới cái nhà của một cái người mà chú rổ hay ghé vô nhậu á, hay ngủ lại nhà, thì đi ông coi đó thiệt. Tới đó rồi á thì cái người bạn của ổng á mới nói, cũng sợ bác hai lắm, mới nói là anh hai ơi, tối hôm không biết gì mà nó lợi nhà em nó xin ngủ, bạn bè nó tới nó xin ngủ thì em cho. Tao có nói gì mày đâu, mà nó dậy chưa, mày kêu nó dậy ra, nó mới tao kêu nó cho. Thì bác hai mới vô nhà ông kêu dậy, ông kêu dậy cái em chú rổ ông bật ngồi dậy, cái bác hai mới nói thôi mày đi về, mày đi đâu mày không nói, thím nằm ở nhà trong mày rồi khóc sướt mướt ở nhà kìa, mày sao mày con người, mày phải con người không vậy rổ? Cái chú dỗ mới nói á, mà nhưng mà tôi không về. Sao mày không về, mày nói tao nghe coi, tại sao mày không về? Tôi không về. Ông nói sao ông đánh tôi cũng không về nữa. Bà hai ông tức lắm nhưng mà ông dán ông dằn, bởi vì ông không muốn làm cho bà Năm buồn hơn. Ông mới nói hồi đó chú thím Năm á rất là thương mày, dạy mày điều đúng không à, mà sao giờ mày vậy, mày biết con người bất hiếu là tội lỗi lắm không rõ, sao mày không về rõ, mày nói đúng lý do đi, vậy tao không kêu mày về nữa. Cái chú rổ này không có gì đâu nói, từ nhỏ tới lớn không được ông bà Năm chăm sóc và bà thương yêu lắm, ông đâu có cớ gì để mà nói ông bà Năm đâu. Thành ra đó cuối cùng á, với cái sự chất vấn của bác hai thì ông nói là tôi mà về là ông già tôi, ông bẻ cổ tôi chết làm sao đó. Thì bác hai ông cũng hơi giật mình đi, ông Năm ông chú Năm ông mắc rồi, mà mắc mới có mấy ngày trước à, mà bữa nay lại ngay cái ngày mà mở cửa mã là bà Năm mới kêu đang kêu về đang làm mở cửa mã này nọ, mà tại sao nó lại sợ vậy ta, không lẽ tối hôm nó gặp cái chuyện đó là bác Năm về, chú Năm về. Cái ông nghi rồi ông mới hỏi, thì cuối cùng ông mới nói là đêm đó ông đang nằm ngủ thì ông Năm ông về ông nói là rổ sao mày làm khổ má mày quá vậy, tao mắc rồi mà mày còn không biết thăng biết phận nữa hả, mày còn làm khổ má mày tới bao giờ. Thì chú rổ trong cái cơn say á, và thường ngày ông cũng ngang ngược mà, thành ra là ông cũng gan nữa, cho nên là lúc đó ông mới theo kiểu là có thể là ông không nhớ là tí ông mắc rồi, mà ông nạt nộ, ông nói tôi lại nha khổ, trời tôi làm cho tôi làm, ông đi chỗ khác đi cho tôi ngủ. Thì nạt nộ vậy quá, cái ông Năm mới nói nữa, ông nói mày làm mà tao không yên, tao không dám đi, tao đi sợ má mày khổ, sao mày không thay đổi vậy rổ? Thì chú rổ á, ông mới nói là không, ông đi chỗ khác tôi đánh 5 giờ đó. Thì ông Năm, cái hồn của ông á, ông mới làm ra cái sự việc đó giống như là để kéo mày đi, không cho mày làm khổ má mày nữa. Thì nghe kể hết cái điều đó rồi, bác hai thì thật ra mà nói á, trong lòng bác suy nghĩ á, trời ơi chú Năm ơi, chú Năm chú không nỡ hả chú Năm,
sao chú làm vậy mà chú không làm luôn? Cái thằng này mà nó còn vậy là thứ năm còn khổ nữa, theo kiểu mà tức mình nói vậy thôi các bạn. Rồi sau đó cũng bình tĩnh, ông suy nghĩ lại, nhầm khi cũng nhờ bà Năm, thành ra là ông Năm ông cũng xót, nói gì cứ nói cũng con ông mà. Cái thế vậy thôi mới tìm lời nói nhỏ nhẹ này nọ các kiểu dữ lắm cho ông chú rổ nghe. Thì cuối cùng ông mới chịu là đi về, nhưng mà với một cái điều kiện là phải hai ba người bạn ông đi theo chung. Thế vậy thôi cũng chịu, để cho mà làm mở cửa mã cho ông Năm ông về. Cái về ông mới kể cho người này người kia nghe, ông bác Hai á, ông kể cho ông bà Mười nghe, rồi những cái người mà xung quanh sớm hay ngoài trước người ta vô đó. Có thể nói là giống như 10 người mà nghe được cái điều đó thì trong lòng tao vẫn nghĩ là trời ơi sao mà không bắt nó luôn đi cho rồi. Tức mình mà người ta nói như vậy đó. Cái sao mà bữa đó lạnh như yên, không có gì nữa hết trơn. Thì qua đâu khoảng là 5-6 đêm sau lận, chú rổ thì ông cũng đi về về ở nhà vậy đó, cũng không có làm phụ bà hai bà Năm cái gì hết trơn. Mà ông không bị gì chứ, giống như là bà Năm á các bạn, sau đó mới biết là bà Năm á, bà năn nỉ ổng rất là nhiều, từ thắp nhang cúng hay hoặc bà đi đâu đứng ngồi gì bà cũng giái thầm trong lòng á, ông ơi ông linh thiêng á, ông cũng phải thương con á nó lầm lỗi thì mũi dài lái chịu đòn, ông làm sao mà con nó thay đổi tính tình được á thì tôi mừng. Chứ ông làm cha mà nỡ nào ông bắt hồn con. Đó thì bất cứ chỗ nào bà Năm cũng ngồi một chỗ cũng nói, nó thầm trong bụng á. Rồi nhằm khi có khách khứa này nọ qua nhà chia buồn, rồi tiếp sức cho bà, cho gạo, cho này cho kia cho bà đó. Thì bà nói chuyện với người ta thì nói, nhưng mà cứ hỡi rảnh ra là bà cứ ông ơi ráng phù hộ cho con. Chứ bà đâu có xin phù hộ cho bà đâu. Mà cái điều đó thì lúc đó, thời điểm đó bà con hàng xóm người ta đâu có biết. Người ta chỉ biết là bà Năm mà thương con thôi, chứ không có nghĩ là lúc nào bà cũng gian sinh chồng mình. Và chính vì cái sự gian sinh đó, có thể là vong hồn của ông Năm mới động lòng và không có làm cái gì khác. Nhưng mà đã khoảng 5-6 bữa sau á, thì có một cái người hàng xóm, và cái người này á tên là cô An. Cô An này thì ở trong cái nhóm mà 4 cái nhà các bạn. Thì cô An này cổ cũng rất là thương bà Năm nha. Bữa đó đâu khoảng là 8 giờ mấy rồi, thì ở trong nhà đó cái con gà đâu khoảng chừng 1 ký mấy, 1 ký 2, 1 ký 3 gì đó, thì nó bị cái con chuột mà giống như con nhum hay con lan gì mỗi lần đó các bạn, nó cắn sao mà nó đè, nó cắn ngay cái cổ á. Thì con gà này sống không được rồi, nghe cái quát chạy ra chuồng là biết con gà nó không có sống nổi rồi. Thì nếu mà như vậy hồi trước tôi đâu có giàu có gì mà có tủ lạnh hay này nọ các bạn, thời điểm nó chưa có đâu, cũng đâu có đá ở đâu mà ướp được con gà, mà đâu có bỏ được gà là nó giá trị lắm. Cái mới mằng xong rồi bây giờ đâu có ướp lại được, đâu có giữ được qua ngày hôm sau đâu. Thì thôi mới có 8 giờ mấy thôi, nấu nồi cháo. Cái cô An này á, cổ mới múc một tô cháo, cổ định là đi qua đem qua cho bà Năm bà ăn, nhưng mà lại sợ lỡ như mà đem cái tô cháo này qua mà lúc đó có ông chú rổ ở nhà thì thế nào cũng dành của bà Năm, ông ăn ông nhậu. Thành ra là trước khi đem cái tô cháo qua đó là cô An á, cổ mới đi qua bên nhà trước giống như dọ tình hình á, coi là bà Năm còn thức không, coi là ông chú rổ đó ông có nhà hay không, hay là ông có nhà mà ông ngủ chưa. Còn nếu mà không được thì sẵn đó mời bà Năm qua bên nhà mình ăn luôn, rồi cho bà Năm về. Chứ giống như là trong tâm lý người ta là cho bà Năm ăn nhiêu cũng không tiếc chứ, còn cho ông chú rổ ăn là thà đem bỏ đó. Cái cô An cổ mới đi qua đi, thì cổ đi qua gần tới cái nhà, mà nhà thì nhà lá này nọ là đèn dầu không à, ban đêm ban hôm cũng sợ tốn dầu, nhà bà Năm tối thui vậy đó, không có đốt đèn luôn nữa. Thì trời á thì nó lại có trăng, mà cái cảnh tượng mà nhà tối hù trời có trăng thiệt các bạn, mà ở nhà sau hè nó các bạn dòm vô thôi nổi đủ nổi da gà rồi, mà thêm vào là cái gia đình là ông Năm mới mắc đâu cũng chừng cả chục ngày thôi, 7-8 ngày chục ngày thôi,
Đó là thành ra của cô An này có cũng hơi rợn rợn đi, nhưng mà hồi nào tới giờ ông Năm ông sống ông rất là hiền lành, rồi bà Năm cũng cũng dễ thương nữa. Và lúc đó là trong lòng mà chỉ nghĩ cái việc tình thương dành cho bà Năm hay là cho ông Năm này nọ thôi đó, bởi vậy là không có suy nghĩ gì nhiều nữa trơn á, không có sợ. Đó cái mới bước qua thì khi mà cô An á, cô đi gần tới rồi thì cô thấy ở bên cái hông nhà mà bên cửa sổ trong buồng á, cửa sổ đó thông với cái buồng mà hồi trước ông bà Năm ngủ chung với nhau đó. Nhà thì gần, qua lại chơi cũng hài rầm, thương bà Năm qua hoài, thành ra là biết hết. Thì bà cô An này cổ mới thấy, cổ thấy là có một người đứng ở đó và cổ nghe cái tiếng á, giống như là cái tiếng khóc. Mới đầu cổ gặp thì cổ cũng hơi giật mình đi, nhưng mà cổ nghe cái tiếng giống như tiếng khóc. Mà khi mà cổ tới rồi đó thì cổ thấy cái bóng đó đó bỏ chạy ra phía sau ông Năm đó các bạn. Ông Năm mà ông đứng bên cửa sổ, ông dòm bà Năm ông khóc, mà lúc đó là ông chú rổ không có ở nhà. Rồi ông Năm kiểu mà dòm vợ mình rồi khóc này nọ đó, mà ông không có muốn nhắc ai hết trơn á. Thành ra là lúc đó ông biết cái cô An này qua sẽ gần tới rồi, cái ông giật mình, ông chạy ra phía sau, một cái mộ của ông ngoại, và nhìn cái dáng dấp là cô An biết là ông Năm rồi, sợ nó chơi cũng phải sợ chứ các bạn. Tại vì tâm lý mỗi người tuy là biết là hiền, ông Năm ông hiền vậy, nhưng mà dẫu sao bây giờ ông là hồn ma rồi, thì mỗi người có mỗi cái tính, có người thì sợ có người không sợ. Và cô An thì lúc đó cũng hơi sợ, thành ra là cô không có dám đi qua. Cổ mới đi về, cổ kể cho ba má cổ nghe, thì má của cổ mới nói cho chuyện với mọi người này nọ nè. Thì ba của cổ mới nói thôi con ở đây đi, đưa tụi cháu đây, tí đem qua bên bệnh cho chị Năm cho. Tại vì bà ba của cô An á thì ông cũng biết là bà sợ, kêu hai má con đi thì chắc cũng không dám đi, thôi để ông đi, ông đem tô cháo qua. Thì trong cái lúc mà ông chuẩn bị đem cái tô cháo qua, các bạn nói về bà Năm đang nằm ngủ nè, lúc đó bà ngủ chứ bà không có thức, và chồng của bà đứng ngoài cửa sổ á, bà cũng không có biết nữa, bà không có biết, thì bà cũng đang nằm ngủ y chang vậy đó. Cái bà mới nghe, bà nghe cái hơi lạnh lạnh ở bên lỗ tai á, bà nghe nói là bà ơi dậy ăn cháo gà, bà ơi dậy ăn cháo gà đó. Bà nghe rõ cái điều đó, bà nghe cái giọng thì nó lúc đó là bà không có nhận ra là cái giọng của chồng mình. Tại đôi khi cái người mà còn sống với cái người chết á, thì có thể là âm điệu nó khác, và thêm vào là bà đang ngủ nữa. Cái bà mới quậy quậy cái người vậy nè, cái bà mới nằm mà nhắm mắt nữa. Người già mà người lớn tuổi mà dỗ giấc ngủ rất là khó. Cái ông mới nói nữa, ông nói bà ơi vậy anh đem cháo gà qua cho bà ăn kìa, ăn cho có sức nha bà, vậy ăn cháo bà ơi đó. Thì lần này á, do là đã tỉnh rồi, hồi nãy là đang ngủ, còn bây giờ là tỉnh như một lần cửa quậy người rồi, bà Năm bà mới nghe rõ. Bà mới nói ông ơi gì đó, bà la ông ơi, bà bật ngồi dậy thì bà thấy một cái bóng nhảy ra cửa sổ, bà lật đật bà chạy ra. Bà chạy ra nhưng mà đến cũng là già cả lụm khụm, giờ thêm mà cái nhà không có đèn đuốc nữa, chạy ra tới cánh cửa đó thì phải gỡ then cửa này nọ, gỡ cái đồ gác cửa đồ nọ ra. Đến khi mà bà bước ra bên ngoài rồi á, thì ba của cô An đi qua tới, mà lúc đó thì bà đâu còn quan tâm nữa đâu, nhưng mà bà dòm ra ngoài, bà thấy cái bóng người đi qua ban đêm hơn, bà dòm đâu có rõ, bà mới tưởng là ba của cô An á là ông Năm. Bà mới chạy ra bà la ông ơi nọ, bà khóc quá trời luôn. Cái ba cô An tự nhiên mới đi qua nhà thấy bà trong nhà chạy ra, ông cũng giật mình á, nhưng mà nghe cái ông ơi này nọ bà khóc đó. Thì trước đó con gái của mình cũng đã kể cho mình nghe là thấy cái bóng dáng y như là ông Năm mà đứng ngoài cửa sổ. Cái ông mới la lên, ông nói á tôi nè chị Năm ơi, tôi đó. Thì lúc đó nghe cái tiếng người lạ rồi, bà Năm bà mới giật mình, bà sững lại rồi bà mới dòm kỹ á, ôi ơi chú Tư nè, tôi nè, Tư Nhã nè đó.
thì mới đi vô. Đi vô rồi bà khóc quá trời, bà kìm được bà khóc. Ông Tư cũng thấy vậy, ông mới đảo về. Ông đảo về, ông kêu bà Tư với lại cô An đi qua ngồi ăn cháo với bà. Thôi đừng ăn trong nhà nữa, qua bển ăn cho cái nhà ấm cúng. Đó thì ông cũng lợi, ông lợi cái ông Tư đó các bạn. Ông lợi cái bàn thờ á. Ông mới múc cháo ra, ông đem lên bàn thờ, cái ông mới đổ vô một ly rượu. Lúc đó là có người vô rồi, cho nên là đốt cái đèn dầu này nọ lên rồi. Ông mới cầm cái nhang ông khắn, ông nói: anh Năm ơi, thôi bây giờ mỗi người thì mỗi cái số phận, mà gia đình tôi rất là quý gia đình anh, thì anh biết rồi đó. Anh còn sống á, thì anh em mình hay ngồi uống trà, ăn cháo đêm, rồi kể chuyện ngày xưa cho nhau nghe. Bây giờ anh mất đi rồi đó, nói chung tôi hứa với anh, gia đình tôi tiếp gì được cho chị Năm là sẽ tiếp. Có nghĩa là nói tới bà Năm không, không nhắc tới lại chú Rổ. Cái ông mới nói vậy, ông nói nếu mà anh linh thiêng á, và hồi nãy á, thật sự là anh đứng ở bên ngoài cái cửa sổ nhà để dòm chị Năm á, mà con tôi nó qua rồi anh chạy ra sau hè đó, nếu thật sự là anh đó thì anh phải hiển linh cho tôi biết. Chứ lỡ như không phải là anh mà là một cái vong hồn nào đó canh rồi bắt chị Năm, là tôi phải biết để có thể giúp đỡ cho chị Năm. Mà nếu như anh thật sự là anh á, thì bây giờ nè, cái ly rượu này đó tôi đang để trên cái bàn thờ của anh, nó còn đứng sững vậy. Tôi uống nửa ly còn lại tôi để y chang trên bàn thờ. Anh làm cho nửa ly này đổ thì tôi biết anh về, và cái người đó là anh. Đó thì ông khắn xong những cái điều đó đó, ông mới lấy cắm nhang xong lấy ly rượu ông uống. Ông uống nửa ly xong để lên nửa ly, thì ông đứng đó ông dòm. Ông dòm cỡ một phút như vậy, nửa ly rượu nó vẫn còn y nguyên, nó không hề rung lắc hay là bị cái gì cả. Thấy như vậy rồi, cái ông Tư ông mới quay người lại, ông định bước lại cái chỗ cái bàn ăn cháo á nha. Mà nãy giờ ông khắn lòng khắn trong lòng không ai nghe trơn. Ông định bước lại cái bàn ăn cháo, thì ông mới bước chân đi chừng 2 bước chân à, thì ông cảm giác được có một cái luồng gió lạnh các bạn. Ông cảm giác, mà ông vừa cảm giác là cái tay ông nổi da gà lên liền. Da gà nổi một cái rụp lên liền, giống như có gì đó nó phớt ngang một cái. Ông mới giật mình, ông quay lại, thì ông vừa quay lại ông thấy cái nửa ly rượu vớt ngã qua một bên. Gió nào mà từ bên ngoài mà chỉ có một đường gió một mà chạy vô trong đây, mà ngay cái đồ ở trên bàn thờ, cái đèn dầu mà không tắt, mà cái ly nó lại là cái ly để kế vô cái đèn dầu, mà cái đèn dầu không bị dao động mà cái ly lại rớt các bạn. Mình đứng một phút không rớt, quay mặt đi 2 bước rớt. Đó, ông Tư ông giật mình, ông biết rồi. Ông biết rồi, cái ông mới thôi tôi biết rồi. Thì ông mới lời ông nói chuyện với lại bà Năm, mà ông chưa kể chuyện đó ra nha. Đó thì sau đó đâu cả chừng nửa tiếng đồng hồ, nói chung bà Năm bà nhớ chồng mà đâu ăn uống gì vô. Mặc dù là đối với bà một cái tô cháo gà vào thời điểm đó rất cần thiết với bà, kể cả mỹ vị và sức khỏe luôn. Nhưng mà bà nhớ quá, thành ra bà cũng đâu còn ăn uống gì vô đâu. Cái bà mới ngưng, năn nỉ bà lắm, bà hấp chừng được không tới nửa chén cháo nữa, bà ăn được miếng gà là xong đó. Cái mới ngồi nói chuyện, thì ông Tư cũng mới hỏi, nói chứ chị Năm ơi, gia đình tôi, gia đình chị, gia đình anh Mười nữa là đều khổ sở như nhau, rồi vô đây sống ở đất đậu người ta đó, nhà một dãy như vậy, thì bây giờ có chuyện gì chị cứ nói đi. Cái bà Năm bà không nói. Rồi ông Tư mới nói á, vậy cho tôi hỏi chị là mấy bữa nay nè, anh Năm anh có về không? Đó thì bà òa lên bà khóc. Bà khóc xong rồi bà mới kể. Bà nói là mấy bữa nay á, cứ cách một bữa là tôi nghe cái tiếng giống như là ông nhà tôi cũng khóc, mà ông đứng ngoài cửa sổ hay sao á, làm như ông lợi gần tôi không được hay sao.
Thì lúc này bà Năm bà nói ra mấy cái điều đó rồi đó, trước đây bà đâu có nói, cả chục ngày nay bà đâu có nói. Nhưng mà bữa nay do là bà không kìm được cái cơn xúc động, và bà biết được đây là những người hàng xóm thân tình với gia đình mình, là những người giúp đỡ mình, những ân nhân của mình, họ giúp mình một cách thật lòng. Cho nên là bà mới kể những cái điều đó ra, và bà dặn là đừng kể ra bên ngoài. Đó, thì ông Tư, ông nghe cái điều đó rồi ông chắc chắn rồi. Ông biết là ông Năm ông về, và ông rất là linh. Và cái lúc đó đó cô An đó các bạn, cô An cổ ngồi cổ nghe không mà nghe, mà không có nghe là ông Tư ông kể cái vụ mà nửa ly rượu, không có nghe kể. Thì sau đó cái cũng về khuya rồi, để cho bà nằm nghỉ ngơi an ủi bà xong rồi đi về. Về vừa tới nhà đó ông Tư cũng định kể, nhưng mà ông suy nghĩ ông nói thôi, hai má con nhà mình á thì sợ, bây giờ nửa đêm nửa hôm kể cho nghe má công sợ thôi, để sáng kể. Thì ông vô trong nhà ông mới định là kêu đóng cửa này nọ xong mà đi ngủ, chén bát thì để sáng giữa đó. Thì mới có vừa bước vào trong nhà xong, cô An cũng mới nắm tay ông Tư, cổ nói tía ơi, tía cô nói tía nghe nè tía ơi. Thì bà Tư bà cũng ngừng lại bà nghe. Thì ba ba người là chưa ngồi ghế nữa, vô trong nhà rồi mà chưa ngồi ghế là cô An có chụp cái tay cô nói rồi. Cô nói hồi nãy cô nổi hết da gà luôn, hỏi sao mà con nổi da gà. Tía nhớ cái lúc mà tía đổ ly rượu không tía, là trước đó đó tía, lúc mà tía đi bước đi một hai bước á, trời đất ơi, con nghe, con nghe một cái tiếng nói của bác Năm tía ơi. Ủa con nghe là sao? Dạ con nghe bác Năm nói á, con nói với tía con á, bác Năm cảm ơn nghe, nghe rành rành vậy luôn. Thì cứ mới giật mình vậy nè, nổi hết da gà. Mình là theo như một cái người mà người con như là cô hai á, bình thường có sợ cái gì hay là có gặp chuyện gì á, trong đầu cũng nghĩ tới cái người mà đứng ra chở tre là ông Na, là ông Tư hết. Cũng muốn quay mặt có dòm nó ông Tư vậy nè, giống như là tía ơi này nọ, định kêu vậy đó. Thì chưa kịp kêu thì cả người tới trăng vậy nè, giống như là ông không cho nói, ông Năm không cho nói. Cái ông Tư ông là ngay thời điểm ông Tư ông nghe cái tiếng ly rơi á, ông quay lại là có đổ rượu. Thì đó lúc có thể là cái lúc mà ông Tư á, thì mọi người có thể nói là ông có kháng trong lòng mà không ai biết, nhưng mà ly rượu đổ là 100% đó. Rồi ông chưa hề kể cái chuyện này cho bất luận người nào nghe cả, là về tới nhà định sáng mới kể. Nhưng mà cô Hà An đã chụp tay ông và nói trước rồi đó. Thì cái điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng sự hiện diện từ vong hồn của ông Năm là có thật, và ông Tư cứ đau đáu trong lòng hoài, bởi vì ông lớn tuổi, ông có kinh nghiệm. Ông mới qua ông nói chuyện với ông Mười, ông nói anh Mười ơi, bây giờ anh tính làm sao, chứ tôi với anh á, cũng đồng tuổi với nhau, hồi đó giờ cũng trải qua nhiều cái sóng gió rồi, mà người chết á, nếu mà cứ vắt vưởng vậy hoài á, nếu mà thương vợ quá, một là sẽ bắt chị Năm theo, hai á là sẽ vắt vưởng hoài mà không đi đầu thai được. Mà biết cái điều đó, nếu như mà con cái của họ biết á, thì làm lễ cầu siêu này nọ để cho họ an tâm hồi ra đi. Nhưng mà thằng rổ á thì thôi thua rồi, không thể nào bàn chuyện gì được với nó rồi. Bây giờ tôi bàn với anh tính làm sao? Chứ tôi thằng nghe con gái tôi nó kể vong hồn của anh Năm á, còn cảm ơn nữa, là tôi biết ảnh rất là nối tiếc chị Năm. Ông Mười thì cái kiểu giống như là ông cũng có cái ý định là nhờ một cái người thầy bà hay hoặc là một cái sự sư gì đó để mời về cúng cầu siêu cho ông Năm. Bởi vì cái hôm mà bác Hai kể cho ông nghe đó, là ông đã biết là vong hồn của ông Năm không chịu đi rồi, mà như vậy là không tốt cho ông Năm. Thì vô tình ông Tư lại chạy qua và kể về cái sự việc đó nữa, cái trùng ý với nhau là họ bàn tới liền. Nó bây giờ hai gia đình mình nó cũng nghèo, không có nhiều tiền bạc, thì thôi bây giờ trước mắt đi mời sư, đi mời sư về để sư tụng niệm siêu thoát này nọ cho chú Năm bên đó. Nếu như mà sau đó không được nữa thì mình hãy tính nữa. Thì mời sư, sư đâu có lấy tiền lấy bạc gì các bạn,
giống như là nấu bữa cơm chay cho sư ăn rồi sư cúng vậy thôi. Cái hai người mới quyết định vậy rồi, nhưng mà cái gì cũng phải làm cho nó có phép tắc, cho nó chính xác đó, thì mới đi qua và thưa chuyện với lại bà Năm đó. Thì nói xong mọi chuyện rồi, bà Năm bà cũng đồng ý, bởi vì cái đó là tốt cho chồng bà, bởi vì bà biết chồng bà cứ cắt đêm này nọ đứng khóc này nọ, mà từ cái hôm bà kể ra đó là ông không có đứng khóc nữa, nhưng mà bà cảm nhận được là chồng bà vẫn đi đâu đó quanh quẩn trong nhà hoặc là bên ngoài, bà cảm nhận được rất là rõ cái điều đó. Đó thì bà cũng đồng ý. Thì sau đó đó, bà với lại ông Tư với lại ông Mười mới bàn với nhau, bây giờ là phải kêu bác Hai đi kêu chú Rổ về để nói cho chú Rổ một tiếng, nói rõ là bây giờ cúng cho tía mày vậy vậy, phải thống nhất với ổng, tại sao ổng là vẫn là người con duy nhất. Rồi thêm một cái nữa để ngừa cái trường hợp lỡ như ổng về ổng gặp cúng kiến này nọ rồi ổng xỉn vô ổng quậy vọ làm tanh bành cái bữa cúng kiến thì cũng không có nên. Đó thì mới kêu ổng về. Ổng về thì ổng mới trả lời một câu mà bà Năm bật khóc tại chỗ: mọi người muốn làm gì làm, không liên quan tới tôi. Trả lời một câu có thể nói là ổng khi mà nghe câu chuyện này cảm thấy rất là bức xúc. Cái người cha người mẹ nó giống như ông bà Năm đi, lo lắng quá trời, chứ đâu phải là cái người mà bỏ bơi con cái này nọ đâu, và dạy cái đầu điều hay lẽ phải không, nhưng mà lại không nghe, không thương cha mẹ mình mà không có màng phụ này nọ, rồi nói chung là bất hiếu. Mà bây giờ người ta tính toán, cái người ngoài là tính toán dùm những cái điều đó rồi, có người đi mời rồi, chỉ yêu cầu là cái bữa đó con biết vậy, hy vọng một câu nói là để con hầu nhang cho thầy này nọ một tiếng thôi cũng được không, kệ tôi không biết liên quan tôi, giờ bỏ đi. Thì bà Năm bắt kịp làm sao nổi, các bạn phải khóc thôi, khóc ngay lúc đó. Cái sau đó thì cũng cúng nha, cúng thầy về cúng này nọ, tụng kinh siêu độ này nọ xong rồi thì đâu cỡ chừng nửa tháng sau thì bà Năm bà mới nằm mơ, bà nằm mơ bà mới thấy là ông Năm ông về, ông nói: bà ơi, tôi nói thiệt với bà, tôi thương bà mà tôi ở lại đó, chứ người ta kêu tôi đi hoài, kêu tôi đi á, nhằm khi lại đây bắt tôi kêu tôi đi mà tôi không đi, lại tới đây bắt tôi đi là tôi trốn, thành ra có bữa là tôi đứng tôi dòm được bà, có bữa là tôi không dòm được. Thì cái vía của bà Năm mà cũng khôn, với một phần là ông Năm ông cố tình để cho bà biết mà. Thì bà mới nói là: ông ơi, ông yên nghỉ ông đi đi, tôi cũng già cả rồi, tới số tới phần thì tôi cũng theo ông thôi. Ông hối tiếc như vậy rồi ông cãi người ta đó, người ta bắt ông rồi ông mang tội nữa. Tôi cũng giải tỏ phần nào được rồi bà ơi, mấy sư tụng niệm cho tôi nữa. Thì giờ tôi nói với bà vậy, mỗi người mỗi số, thôi bà ráng bà sống, bà dạy nó được thì dạy, dạy nó không được thì nó không biết nghe lời thì nó khổ, nó tự chịu nghe bà đừng có đau lòng quá nghe bà. Thôi tôi về tôi chào bà rồi tôi đi. Đó, thì ông mới đi các bạn. Và kể từ cái hôm đó là bà Năm mà không có thấy ông nữa. Đó, thì thời gian nó cứ vậy mà nó trôi. Trôi dài cho dài vậy các bạn. Khoảng chừng 10 năm sau thì bà Năm mà cũng lớn tuổi, bà bệnh bà mất. Thì trong suốt khoảng 10 năm nay gần như là bà Năm chỉ sống tự lập cho mình. Không phải bà không thương con, bà vẫn lo. Tự lập là ở chỗ này các bạn. Bà đi mằng, bà đi lụm ve chai, bà đi làm cái gì đó, bà kiếm tiền, bà về bà cơm nước ăn. Con bà nó về nó ăn thì nó ăn, nó về nó không ăn thì thôi. Bệnh bạn thì bà vẫn chăm sóc. Mà chú Rổ á, trong suốt gần 10 năm nay, ổng trở thành một cái con ma men. Kêu bằng là chỉ sáng nhậu chiều nhậu, và về nhà rồi là xin tiền bà Năm. Riết rồi á, bác Hai bên đó là cấm ổng xin tiền bà Năm nữa là đem đi trắng nước. Ông này thì ổng không biết bơi, chú Rổ không biết bơi. Dân cũng dưới quê nhưng mà nó không biết bơi thì nó hơi lạ không các bạn. Nhưng mà giống như là ổng không biết bơi, ổng đâu có làm mặn gì đâu mà không biết bơi.
cái ông mới đem xong nhận nước mấy lần á, thì lôi lên nhận có sở mà, thì lôi lên xong rồi thì quay qua bà Lợi cũng y chang, nhưng mà con cái là không dám xin tiền bà Năm nữa. Thì đâu tiền đâu, ông đâu có đi mằn mụn gì đâu mà ông có tiền, thì thành ra ông đi xin. Thế cái đám tiệc của ai người ta đang cúng kiến này nọ đó, thì ông vô ông xin, xin cho ông nhậu. Còn gia đình nào sợ ông quậy á thì người ta lấy rượu nhiều nhiều ra, rồi người ta lấy mồi á, một mớ người ta đưa cho ông, cho ông đi chỗ khác. Thì ông theo kiểu là hàng ngày ông sống vậy không, cơm nước mà không nhiêu. Đến khi mà bà Năm mất á, thì lúc đó bà Mười á mới qua hỏi chị Năm ơi, chị có gì chị chối lại không, xin đâu phải cái người con mà được đàng hoàng này nọ thì kêu chối lại với con. Nhưng mà cái này người ta hỏi là bà Năm có chối gì không. Bà Năm mà mới nói á, tôi thấy ổng đứng ổng đợi tôi, tức là nó ông Năm á các bạn, rồi tôi sắp đi rồi, tôi cảm ơn nghe, tôi cảm ơn chị nè, tôi cảm ơn gia đình của chú Tư nữa nè, cảm ơn mấy đứa cháu nữa, ai cũng thương tôi hết, cảm ơn mọi người nhiều lắm, tôi đi nha. Lần này có thể nói là cái như là cái người mà người mẹ các bạn lại tiếp tục nói một câu, nghĩ tình tôi nghe chị, sau này á thằng rổ á nó có bạo bệnh gì đó, mọi người nghĩ tình tôi, thương nó, chăm sóc cho nó cái lúc bệnh hoạn. Bà chỉ nói tới giờ phút đó bà vẫn còn nói câu nói đó. Thì xong vài ngày sau bà mất á, thì lần này á thì ông chú rổ á ông có đội tang. Thì lúc đó còn mình nóng lắm, do ông đội tang này nọ, nhưng mà người ta cũng mới suy nghĩ trong đầu, người ta nói là sao mà cha nó mất nó không chịu đội tang mà má nó mất nó đội tang, không lẽ mỗi lần nó ghét tía nó, tía nó có làm gì sai với nó này nọ, giống như là ta nghĩ này nghĩ kia thôi, chứ người ta chắc chắn một điều là ông chú rổ này ông bất hiếu. Cái ông đội vô xong rồi ông nhậu các bạn, sau gỡ dục ra nào không ai biết đó. Thì sau đó cái người ta mới nói chung việc chôn cắt là người xúm nhau là ta lo, mà hồi đó bà Năm nó còn sống ta lo, bà mất rồi ta đâu có lo cho ông chú rổ, lo sao nổi lo các bạn. Thương giống như là nhầm khi ông bệnh hoạn ngặt quá đi, xỉu sốc gì giữa đường giữa xá hay là ở trong nhà này nọ thì thôi người ta cũng chở đi cho cứu, nhưng mà sau đó là thôi, tại tối ngày vậy không à, bỏ nhà qua ăn trong nhà bà Năm mất rồi là. Nhưng mà khoảng bà Năm bà không có về các bạn, bà Năm không có về tâm linh gì chứ, bà không có nhắc ai bất cứ một người nào, bà cũng không có về nói cái gì với ai nữa chứ. Nói như ông bà Năm đi rồi đó, trả hết cái nợ cho ông chú rổ xong rồi đi. Còn cái ông chú rổ đó các bạn, thì bắt đầu khi mà bà Năm bà mất rồi đó, hồi trước bà Năm bà còn sống này nọ, người ta thấy người, bà Năm bữa nào bà không có tiền bạc mua gạo người ta cho, xúm nhau là người ta cho, rồi người ta tiếp bà. Còn bà Năm bà mất rồi đó, thì ông chú rổ đi ra ngoài ông xin đâu ai cho, lại đám tiệc của người ta nhưng mà không có cho nữa, xô ra đẩy ra hắt hủi ra, ăn vạ cũng chả làm được cái gì đó. Thì đâu có chừng 2 năm mà có thể là ông nhậu giết cho thần kinh, hay hoặc là cái ba quả báo ông tới hay sao không biết các bạn, là ông điên khùng khùng, mà ông điên khùng khùng sớm chợm người ta cũng không quan tâm, cởi qua nhà người ta, người ta đuổi đi, gần nhà người ta, ta đuổi đi. Thì thấy ông đi ngoài đường, nhưng mà có một cái điều lạ như thế này, ông đi ngoài đường cái lúc mà ông tỉnh nó mơ gì thì không biết nha, nhưng mà bảo đảm với các bạn trong một ngày là ít nhất ông sẽ nói 2 lần, và 2 lần đó đều cùng một cái nội dung, tôi nè, tôi bất hiếu nè, trời hại tôi nè. Ông nói câu nói đó một ngày á, ông sĩ nó khơi nó xàm nói gì đó nói, nhưng mà vẫn có một câu nói đó, lúc tỉnh lúc mơ giờ không biết, nhưng mà chắc chắn rằng ở gần là sẽ nghe được câu nói đó của ông, trong một ngày phải nói 1 lần đó. Thì sau đó cái chết của ông cũng hiu quạnh trúng gió, ông Phong chết các bạn, thời gian, nhưng mà cái lúc mà ông điên rồi mãi sau này mới chết nha, giống như là ông Hai nói giống như là người ta hành ông á, cái tội của ông quá lớn, hành ông khi sống xong rồi bắt ông đi sao á, cho nên là ông điên rất là lâu,
chứ lúc mà ông còn nhậu này nọ rồi ông bệnh hoạn này nọ các bạn, người ta tưởng ông chết mà không chết, cứ bắt vượng vậy hoài đó. Mà tao nói cái người mình đi ra ngoài đường ngoài xá mũi chích này nọ chút bệnh hoạn xuất huyết các kiểu này nọ, ông nằm mũi không bị gì hết. Nhưng mà sau đó bị dính là điên khùng khùng mà cái dây dưa hoài, còn da bọc xương không, tối ngày ôm cái bệnh đau nhức rồi nói chuyện hết được luôn, rồi ốm rồi khùng điên này nọ một thời gian dài mới bình mắt. Rồi thì câu chuyện trong sớm của ông Hai Niêm đến đây là kết thúc. Thì nhân qua câu chuyện này các bạn thì mình thấy được cái tội, ta nói ở đời mà không có cha mẹ không có mình mà đã bất hiếu rồi mà lại như ông chú rổ nữa thì không xứng đáng, không xứng đáng để có cái tình thương của người khác. Tôi bảo là bảo nghĩ như vậy. Qua câu chuyện này chúng ta thấy cái tình thương của ông bà Năm đối với con cái á, rất là lớn. Thì nói chung á, mỗi người mỗi cảnh chứ không có gom hết vào một chuyện được. Nhưng mà cái gì cũng vậy, có rất là nhiều cái lý lẽ để chúng ta có thể noi theo. Rồi thì bảo chỉ ý kiến như vậy thôi, chứ còn về lý lẽ thì bảo đâu có bằng ai để mà nói như thể là cân nhắc mọi người. Thì bảo chỉ nói cái ý kiến riêng của mình. Rồi câu chuyện đã kết thúc rồi, bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.